Tối cường cuồng bạo yêu nghiệt hệ thống chương 1713, hỏng mất mặt đen thanh niên, canh thứ nhất. Đi chết đi. Yêu nghiệt. Siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh cấp bậc mặt đen thanh niên, như quỷ như ma trình lên mục tiêu phía sau, nhất thời phát ra một kích toàn lực. 72 biến định thân thuật. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ có thể là nói một chút bên trên một câu, cái này ngu ngốc, ngốc đến có thể. Định thân thuật bên trong, thiên địa càng khôn, phản phất là khảm nạm đang vẽ trục bên trong một bức tranh sơn thủy, giống như đúc, lại không nhúc nhích tí nào. Mà ngay trong nháy mắt này, Tần Thiên có thể xoay người, một bàn tay chặt chẽ vững vàng công kích tại mặt đen thanh niên trên mặt. A! À, kinh khủng tiếng kêu thảm thiết nổ tung. Mặt đen thanh niên bay ra ngoài, trên gương mặt còn có một dấu bàn tay, đỏ tươi đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. Chuyện gì xảy ra? Dựa sát vào cùng một chỗ, chống đỡ, bác kỳ đại xà, phiên thiên ấn, công kích 11 cái bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài, hai mặt tương đối, ngay ra như phỏng, lão đại xuất kỳ bất ý đánh lén, gia hỏa kia còn có thể kịp phản ứng, đồng thời một bàn tay đem lão đại đánh bay. Này làm sao nhìn, cũng là không thể tưởng tượng, không phù hợp thực tế hình ảnh nha. Không, không thể nào, ta không tin. Ta nhất định là tại nằm mơ. Mặt đen thanh niên, cuồng loạn, Phẫn nộ dùng thân hình của hắn rung rẩy kịch liệt lấy. Ha ha. Ban ngày ngươi còn nói mình đang nằm mơ, ta lại cảm thấy ngươi là ngu xuẩn tới cực điểm, mới sẽ nghĩ đến thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén ta. Tần Thiên Ý cười rã rời, nói vậy thì tốt, ta liền đem ngươi cùng nhau thu thập. A, à. ngươi, ngươi có yêu pháp? Kinh khủng đang xen, mặt đen thanh niên, cắn nát ngón tay quát địa giai bản nguyên thuật pháp la sát khát máu ấn quanh lòng quanh lòng tà ác bất tường chi ký tràn ngập ra một đường chiếm cứ ác quỷ la sát hư ảnh mang theo quỷ khóc thần hào tiếng hát ám ấn ký trong hư không gạt ra phun trào ở nơi này la sát khát máu ấn bên trong hủy diệt phá hư ba động đến một cái làm cho người giận sôi phá vỡ bát hoang cấp độ mặt đen thanh niên dày đặc cười lạnh yêu nghiệt một chiêu này, ta xem ngươi làm sao trốn tránh. Xin lỗi, ngươi một chiêu này, không có cơ hội trúng mục tiêu ta. Tần thiên hai tay bằng phẳng rộng rãi mở, thập vĩ vĩ thú ngọc, bách liên đạn. Ông ông ông. Lấm tấm năng lượng bản nguyên, hội tụ ngưng kết thành từng khỏa đen như mực, sáng long lanh hoàng mỹ, thập vĩ vĩ thú ngọc đến. Một trăm miếng vĩ thú ngọc, đem trong vòng nghìn dặm núi không che đậy kín, mỗi một viên vĩ thú ngọc, đều có mang hoang đại sơn một dạng khổng lồ. Đi. Sau đó, Tần Thiên vung tay lên, cái này 100 miếng thập vĩ vĩ thú ngọc, xé rách hư không, trực kích mục tiêu. Mặt đen thanh niên kinh thường nói, ta la sát khắc máu ấn, uy lực tại phía xa ngươi cái này thế công phía trên. 72 biến định thân thuật. Tần Thiên lập lại chiêu cũ, dùng 72 biến định thân thuật, khóa được đối phương. Mặt đen thanh niên không cách nào động đậy, cũng không có cách nào tế ra hắn, la sát khắc máu ấn tại hoàn toàn tĩnh mịch âm thanh bên trong một trăm miếng thập vĩ vĩ thú ngọc nhưng lại hoàng mỹ phanh đánh vào mặt đen thanh niên huyết nhục chi khu bên trên đông 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 chói tai tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng sinh ra mười một cái bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài trung trung lợi hại rốt cuộc chuyện ra sao a lão đại vì sao không phát ra hắn bản nguyên thuật pháp mà muốn đứng ở nơi đó bị công kích của đối phương trúng mục tiêu đây không phải tự mình chút lấy cực khổ, tự rước lấy nhục sao. Bọn họ nơi nào sẽ biết rõ, mặt đen thanh niên là trúng 72 biến định thân thuật, hắn lại làm sao không nghĩ tế ra bản thân bản nguyên thuật pháp đâu. Sát chiêu ấp ủ thành hình, lại không có cơ hội ném ra, cái này đối với bất kỳ người nào mà nói, cũng là tâm linh cùng tinh thần vô cùng tra tấn. Thập vĩ vĩ thú ngọc nhất lên phong bạo trùng kích, duy trì thời gian một chén trà công phu, vừa mới hết thảy đều kết thúc, tiêu tán thối lui thất linh bát toái chợt tối chợt sáng trên không trung cử chuyển vương cấp siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước tu vi mặt đen thanh niên mặt như tro tàn khóe môi nhếch lên dọc dọc máu tươi ngươi ngươi hèn hạ cẩu tạp toái có gan đừng dùng yêu pháp cùng ta đường đường chính chính công bình công chính giao phong a ngớ ngẩn nếu như ngươi có yêu pháp ngươi có cần hay không đâu tần thiên chán ghét khinh bỉ nhổ ngụm nước miếng bất nói nhiều lời ngươi chính là nghĩ nghĩ tới địa ngục đi như thế nào qua cầu nại hà a bản nguyên thế giới bốn chữ chân ngôn thứ nhất phá bản nguyên thế giới bốn chữ chân ngôn thứ hai diệt bản nguyên thế giới bốn chữ chân ngôn thứ ba chết ba đạo chân ngôn chữ viết từ nơi sâu xa sinh ra toát ra uy năng khó lường thần bí chấn nhân tâm phách thú vị nhất là cái này ba đạo chân ngôn chữ viết đã kích mục tiêu không phải cái kia mặt đen thanh niên, mà là 11 cái bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài. Quanh Long Quanh Long Muốn cùng tầng Thiên Triệu hồi ra, bác kỳ đại xà, đối kháng, còn muốn chống đỡ cái kia xuất quỷ nhập thần, chuyên đập sau óc phiên thiên ấn, giờ phút này lại rơi xuống ba đạo, chân ngôn chữ viết, 11 cái bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài tình cảnh, cũng là tràn ngập nguy hiểm, tới gần tuyệt cảnh. Trận này lẽ loi một mình, đối kháng một đám bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài chiến đấu, thế cục tiết tấu, hoàn toàn trưởng khống tại Tần Thiên trong tay, nói cách khác, trận chiến đấu này bị Tần Thiên nắm mũi dẫn đi. Thắng lợi, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Bằng ta siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh tu vi tạo nghệ, hồi ở một cái mới đột phá đến bản nguyên đại thánh cảnh tiểu tử trong tay, ăn vào như vậy sỉ nhục đánh bại. Ngũ quan vạn vẹo phẫn hận mặt đen thanh niên, nắm đấm nắm chặt thật chặt, móng tay lâm vào lòng bàn tay, còn mờ mịt không biết. Thiên sinh nhãn, chuyển sinh đại phá diệt. Thiên sinh nhãn, chuyển sinh địa bạo thiên tinh. Thiên sinh nhãn, chuyển sinh thần uy giảo sát. Nhất tâm lưỡng dụng, tập trung vào mặt đen thanh niên, dự phòng lấy người này phản kích. Mặt khác, tần thiên không kiên nể gì cả, tùy ý làm bậy phóng xuất ra, tứ giai thiên sinh nhãn, đồng lực, chèn ép 11 cái bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài. Cực đoan hủy diệt thế không thể đỡ, chuyển sinh đại phá diệt, đồng lực. Triệu hoán đến một cái che đậy thiên che mặt trời vẫn thạch, chuyển sinh địa bạo thiên tinh. Cuối cùng là cái kia vạn vẹo hư không, trong vùi vạn vật sinh linh, chuyển sinh thần uy giảo sát. Phốc phốc. Một cái thánh phẩm bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài, trước người phòng ngự bình chướng phá toái. Còn đến không kịp tu bổ, kim lóa mắt phiên thiên ấn, xảy ra bất ngờ, lập tức vỡ nát rơi sau gáy của hắn. Bởi vậy vừa đến, chỉ còn lại có 10 cái bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài. Mới vừa lúc mới bắt đầu, bỏ qua một bên mặt đen thanh niên, thế nhưng là có 19 cái bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài, đến bước này vẫn lạc bỏ mình một nửa. Cái này ngắn ngủi phí thời gian, mặt đen thanh niên đã tỉnh táo lại. Hắn đem hết toàn lực đem lực lượng tu vi bày ra, quanh thân bên ngoài, trùng trùng điệp điệp, thôn thiên tế nhật năng lượng bản nguyên bốc lên. Dưới chân sinh huy, lần thứ hai xông về cái kia biến thân sau khi, một đầu thương lam tóc dài, người khoác thiên mã thánh y thanh niên nam tử. Chính diện đỏ sức, ta đích xác không phải là đối thủ của hắn, nhưng muốn giết chết hắn, biện pháp còn nhiều, rất nhiều. Bên miệng mang theo tàn khốc khinh thường đường công, tần thiên ý niệm chuyển động, truyền tống cho yêu nghiệt hệ thống. Ken Ken Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ, sử dụng triệu hoán tạp phiến đạo cụ nhắc nhở ký chủ triệu hoán tạp phiến đạo cụ trưởng thành thuộc tính tuyên bố chỉ thị. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự cửu thiên huyền nữ, pháp bảo cửu thiên huyền nữ kiếm, kỹ năng cửu thiên huyền nữ thuật. Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự thiên bồng nguyên soái trư bát giới, binh khí chính răng đinh ba, kỹ năng thiên cương tam thập lục biến trước mắt trưởng thành là cử chuyển vương cấp vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoáng tạp phiến đạo cụ, cứ cực thể chữ số bảo bối Ophanimon, kỹ năng sinh mệnh chi thụ thủy tinh, ánh sáng thần thánh. Trước mắt trưởng thành là cử chuyển vương cấp vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoáng tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự đại địa chi mẫu nữ qua nương nương, pháp bảo ngũ thải bổ thiên thạch, kỹ năng ngũ thải bổ thiên thuật, ngũ thải phong ấn thuật trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, Pokemon Pikachu, kỹ năng trăm vạn vô lột xác thành ngàn vạn vuông Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, hải tặc vương thất vũ hải nữ đế hang cốc, kỹ năng tù binh chi tiễn, điềm điềm cam phong, thạch hóa chi thuật trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, Hokage nhẫn giả một dịp thôn Hiuga nhất tộc Bạch Nhãn công chúa Hiuga Hinata, kỹ năng Bạch Nhãn, thuật chữa thương, nhu quyền pháp lắm mồm 36 trưởng, nhu quyền pháp bát quái thất thập nhị trưởng. Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, Hokage nhẫn giả hiểu thành viên tổ chức tiểu nam, kỹ năng thức chỉ chi vũ thần phạt, chỉ phân thân thuật, chỉ thủ lý kiếm, thần chi chỉ giả chi thuật. Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự tề thiên đại thánh tôn ngộ không, binh khí như ý kim cô bổng, kỹ năng 72 biến, hỏa nhãn kim tinh, cân đấu vân. Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, đại đường cao tăng đường huyền trang tọa kỵ bạch long mã kỹ năng phật pháp vô biên kim cô chú phổ độ chúng sinh trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ đạo gia tam thanh một trong thái thượng lão quân trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ dragon bôn bóc hoàng kim hình thái phi gia đại vương trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ thần thoại cố sự nguyệt cung tiên tử hằng nga phong khinh vân đạm, càng không bầu đổ. Tần thiên ý niệm dưới, thập tam cái yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật, cái này tiếp theo cái kia nổi lên mặt nước. Để cho người ta quen thuộc đồng thời sợ hải thang tề thiên đại thánh tôn ngộ không, dưới chân thất thải tường vân, người khoác kim giáp, đầu đội tử kim quang, uy phong lẫm lẫm, vai kháng như ý kim cô bổng. Xứng đáng đẹp hầu vương, ba chữ lớn. Còn có cái kia dung nhan thịnh thế, không ăn khói lửa, băng tinh ngọc khiết hàng Nga tiên tử đặt ở cửu thiên huyền nữ kiếm, tay áo bồng bềnh, siêu phàm tuyệt thế cửu thiên huyền nữ, so với cửu thiên huyền nữ, không chút thua kém. Lò bát quái bên trên, tiên phong đạo cốt, trường bào giữ mình, tóc bạc hoa râm thái thượng trưởng lão, đứng chắp tay, rất có đạo gia chi phong. Thả người nhào tới mặt đen thanh niên, nhìn xem thập tam cái lăng không toát ra yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật, nhất thời ngẩn ra mắt, vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh. Bọn họ là tiểu tử kia giấu kín trong bóng tối giúp đỡ. Yêu Nghiệt, ăn ta lão tôn một gậy. Kình phong xé rách, tề thiên đại thánh công ngộ không, dẫm lên cân đấu vân, chạy như khói tới mặt đen thanh niên trước người. Quang mang vạn trượng như ý kim cô bổng, đập hạ xuống, mang theo lực phá hoại, nhìn mà than thở, trung trời hám địa, là thánh phẩm bản nguyên đại thánh cảnh, cũng sẽ chịu khổ miễu sát lực lượng trình độ. Hỗn Trướng. Một đầu yêu hầu còn dám tới ta theo trước làm càng. Thoảng qua giật mình tề thiên đại thánh tôn ngộ không cho thấy lực lượng, mặt đen thanh niên, một chưởng đánh vào đập xuống như ý kim cô bổng bên trên. Âm vang. Bành long. Tiếng bạo liệt, có một không hai bên tai. Tề thiên đại thánh tôn ngộ không, bay rớt ra ngoài. Mặt đen thanh niên, thừa thắng truy kích, muốn đem tề thiên đại thánh tôn ngộ không nhất cử diệt sát. Như quyền pháp, bác quái thất thập nhị trưởng dáng người ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ, con mắt ngập nước, hơn hẳn một dòng thu thủy Hyuga Hinata muội tử, nhanh như thiểm điện huy động bàn tay như ngọc trắng, diễn sinh ra được mảng lớn bát quái trưởng ấn, bành trướng mãnh liệt, liên miên chập trùng. Ngàn vạn vôn Đáng yêu nhỏ bé Pokemon Pikachu đi theo phóng xuất ra cường đại phá hư tính lôi đình. Sinh mệnh chi thụ thủy tinh Cao gầy thân hình, hất lên thanh sắc thánh y áo giáp phía sau là sáu đối với thiên sứ cánh Ophanimon, hai tay khép lại, huyển hóa ra một gốc phun ra nuốt vào ra sáng chói thánh quang, sinh cơ dồi dào, sinh mệnh chi thụ, đến. Ngũ thải phong ấn thuật Đuôi rắn thân người, mẫu tính quan huy, hiền lành xinh đẹp đại địa chi mẫu nữ qua nương nương, bàn tay cao cao nâng. Lên, ngũ thải bổ thiên thạch, đến. Người này trước giao cho yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật ứng phó. Ta liền đi đem những cái kia lính công tướng cô giải quyết, tại quay đầu, cùng yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật cùng một chỗ trừng trị hắn. Yên lặng chế định sách lược, tầng thiên lực chú ý, toàn bộ dừng lại tại 10 cái bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài trên người. Thương Lam Sắc, siêu cấp Long Quyền bạo Phát. Thương Lam Sắc, siêu cấp Kamehameha. Trống. Trống. Vang dội to rõ Long Ngâm tiếng gầm gừ, là cái kia thế như trẻ tre, xuyên qua cửu thiên thập địa Long Quyền bạo Phát cùng người long quyền bạo phát sánh vai cùng vỡ nát thiên hạ càng khôn cũng không phải cái kia kamehameha sao hai trọng kỹ năng dương nanh múa vuốt ngươi truy ta đuổi ứng thanh tại đây mười cái bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài trung ương nổ tung bành bành phần phật núi non trùng điệp phá thành mảnh nhỏ không còn trước kia dạt vào nguyên thủy ầm ầm sóng dậy a à, phong bạo đều còn không im bặt mà dừng tần thiên tâm thần liên lạc với xuyên toa tại bốn phương tám hướng, Phiên Thiên Ấn. Lúc này, Phiên Thiên Ấn liên tục đánh tan nát ba cái bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài cái óc cùng hồn phách. Chiến đấu biến càng thêm dễ dàng hơn, thế cục cũng hiện ra càng sáng tỏ. Biến Thái. Xem cuộc chiến thật lâu nam cung điệp vũ, nuốt nước bọt, nói, ta liền chưa thấy qua hắn biến thái như vậy nhân vật, nếu ai cùng hắn là địch, cái kia chính là lớn ngu ngốc. Ha ha, muội tử Lời này của ngươi nhỏ giọng một chút, trong lòng nhắc tới không được sao. Nam cung mị nhi, trêu chọc nói, nếu là truyền đến trong lỗ tai của hắn, chờ hắn lo liệu xong đối thủ. Sau khi trở về, chuyện làm thứ nhất cái kia chính là thu thập ngươi. Không thể nào, cách xa như vậy, hắn có thể nghe được ta nói dông dài. Nam cung điệp vũ, bán tính bán nghi. Bỗng nhiên, nữ hài thân hình rung lên, nơi xa hung uy huy hoàng, không ai bị nổi tầng thiên cách xa nhau vạn mét hướng về phía nam cung điệp vũ tới một sáng lạng tà mị khuôn mặt tươi cười ý nghĩa phản phất tại nói đừng quản lại xa lời của ngươi nói ta nghe cũng rõ ràng là gì a à, đều cút ngay cho ta ai cản ta thì phải chết khí diễm trọng trọng siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh tu vi mặt đen thanh niên táo bạo phát điên đánh lùi huy động múa kiếm hệ thống triệu hoán nhân vật cửu thiên huyền nữ hằng nga tiên tử có thể sau một khắc ngốc manh khả ái Pokemon Pikachu, chính là vung vẩy cái đuôi, phát ra một cái mãnh liệt mà có phá hại tính lôi đình. Che mất mục tiêu. Bành. Bành. Tay không xé rách phá hư bản thân thân thể lôi điện, mặt đen thanh niên, phát ra áo choàng chật vật thịnh nộ, hắn xem như thấy rõ, cái này 10 cái hình thù kỳ quái nhân vật thần bí, cái kia chiến lực, một cái sau một cái trát tuyệt đáng sợ. Liên hợp lại, một hai canh giờ bên trong, mình cũng là không thể thoát khỏi rơi bọn họ, muốn đi oanh giết cái kia yêu nghiệt, căn bản là hoa trong kính trăng trong nước. Thậm chí hắn có một loại không tốt suy nghĩ, các loại tầng thiên thay đổi đầu thương, cùng 10 cái thần bí nhân vật cùng một chỗ ứng phó hắn, lại sẽ là dạng hậu quả gì? Chạy A à. Hắn Thì hắn không phải là người. Hắn là ma quỷ. Còn sót lại 7 cái bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là sợ vỡ mật sắc mặt cho tàn. Goro Goro no ba ngàn vạn vôn, lôi long. tầng thiên hời hợt ở giữa, phát ra một đầu hừng hực lóa mắt, giữ tận cùng bạo lôi long cự thú, ngăn cản mấy cái bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài đường đi, chạy chỗ nào nha. Trước đó đã cảnh cáo các ngươi, động thủ, cũng đừng hồng bình yên vô sự rời đi nơi này, không nghe khuyến cáo của ta, ta lại có biện pháp nào đây, chỉ có thể tán tống các ngươi. Ngươi, ngươi không muốn kinh người quá đáng đem ta chọc tới, ta thế nhưng là tự bạo. Một cái tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài, trung rẩy uy hiếp được. Ha ha! Như vậy ngoan thoại, kiếp sau rồi nói sau. Tần thiên ánh mắt nghiêm nghị, 72 biến định thân thuật. Trống! Trống! Mượn nhờ 72 biến định thân thuật sáng lập ra thời cơ, 3.000 vạn vôn chi uy lôi long cự thú, dĩ nhiên đánh về phía cái kia nói thẳng muốn tự bạo, tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh, thiên tài đứng sừng sững tại thiên địa địa vạn mét kình thiên bát kỳ đại xà cũng là ngưng tụ ra một khỏa bát kỳ đại xà đạn năng lượng cái này tràn ngập cực độ phá hư uy năng bát kỳ đại xà đạn năng lượng phá toái hư không gia nhập cái kia lôi long cự thú nhất lên phong bạo vòng xoáy không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương lửa cháy đổ thêm dầu quanh long quanh long thủng trăm ngàn lỗ đầm địa phá toái đại địa trên không tràn ngập vang vọng gần sóng thật lâu sau khi tan thành mây khói rơi cái kia tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh cấp bậc thiên tài mình đầy thương tích khí tức mất tinh thần một khuôn mặt mang theo khóc không ra nước mắt thần sắc ngươi ngươi vì sao phải đối với ta như vậy a à? ách tần thiên không biết nên khóc hay cười ngươi đây là ngươi vẽ mặt gì ta không giết ngươi còn chờ ngươi giết ta không được tỉnh lại một chút đi cố gắng đụng một cái ngươi liền có thể sống lâu một giây ta ta để cho tần thiên ngôn ngữ cho kích thích gần như sụp đổ tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài nhục thân bên ngoài dâng lên gấu hùng đại hỏa ta liều mạng với ngươi thiêu đốt tu vi là muốn tự bạo nha can đảm lắm thế nhưng chuyện vô bổ tần thiên lười nhác tại như vậy tiêu hao từ từ còn là tốc chiến tốc thắng tốt thời gian kéo dài lại có người sót lại pha trộn tiếng đến coi như không đẹp siêu cấp thiên mã lưu tinh quyền hủy diệt bào hao ni kiu ni kiu no mi siêu cấp lớn bắn ngược liên tục sóng xung kích goro goro no mi ba ngàn vạn vôn lôi long lôi điểu lôi thú ngao ngao trống từng đầu từ goro goro no mi năng lượng buộc vòng quanh quái vật khổng lồ còn có bể nghệ mênh mông thế không thể đỡ ni kiu ni kiu no mi phản lực Líp nha líp nhíp, phá hư cao ngất ni kiu ni kiu nô no mi sóng xung kích. Che khuất bầu trời thiên mã thần thú hư ảnh. Vết thương chồng chất, nửa chết nửa sống tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài, chỗ nào trải qua được loại này thế công, lại có tầng thiên tài thời cơ thích ứng, tiến hành 72 biến định thân thuật, cầm cố lại người này thân hình, hắn tính là hoàn toàn biến thành tro bụi, vẫn lạc tử vong. Ngươi, ngươi đừng giết ta, ta nguyện ý quỳ xuống thề, hiệu trung với ngươi lên núi đao xuống biển lửa sẽ không tiếc nhìn xem tần thiên hung hãn chi thế đồ sát rơi tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài còn thừa lại sáu cái bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài tranh nhau chen lấn chịu thu cầu xin tha thứ ken ken tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ mở ra chung cực một quyền hình thức nhắc nhở ký chủ chung cực một quyền hình thức chí cường hình thức ký chủ mở ra về sau có thể phóng xuất ra kỹ năng chung cực một quyền miễu sát cảnh giới hơn mình xa tu sĩ. Xét thấy ký chủ đã nghiên tập qua chung cực một quyền cường hóa quyển, trước mắt tại chung cực một quyền hình thức dưới, có thể phóng xuất ra hai lần chung cực một quyền kỹ năng, dùng qua hai lần chung cực một quyền kỹ năng về sau, hội lâm vào một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu. Thống khoái Vượt qua cấm kỵ năng lượng, toán loạn tại xương cốt trong máu thịt. Say mê tính thép dài một tiếng, tần thiên nắm lại nắm đấm, chung cực một quyền. Kích thứ nhất, trời đất sụp đổ, thần quỷ rên rỉ, nhật nguyệt tiêu vong, sáu cái bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài, tại chung cực một quyền kỹ năng trước, phản phất như là như nến tàn trong gió, tiếng kêu thảm thiết chưa kịp phát ra, nhục thân cùng tam hồn thất phách, dĩ nhiên là hóa thành một miệng hư vô. Dừng ở đây, 19 cái bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài, toàn quân bị diệt. Còn dư lại mục tiêu, chỉ có cái kia mặt đen thanh niên. Tần thiên xoay người, ánh mắt như ngừng lại cùng thập tam cái yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật tranh phong bóng người bên trên. Cho đối phương khóa chặt, mặt đen thanh niên ác không chế trụ nổi sau sống lưng tóc gáy dựng lên, huyết nhục căng cứng, từ mới vừa mới bắt đầu, hắn liền manh động nghĩ phải rời đi nơi này tâm tư, có thể thập tam cái yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật cuốn mãi không bỏ, để cho hắn không có nửa điểm toàn thân trở lui cơ hội. Chỉ có thể kiên trì, ở chỗ này chết kiên. Bây giờ, tầng thiên mặt sát tất cả trở ngại, có thể hết sức chuyên chú tới đối phó hắn mặt đen thanh niên trong lòng là mất hết can đảm hối hận không kịp cộc cộc đi bộ nhàn nhã tần thiên từng bước một hướng đi mặt đen thanh niên ngoài thân thiên mã tọa thánh y từ từ giải thể tất cả mọi thứ năng lượng hội tụ bên phải quyền thượng kích thứ hai chung cực một quyền không thể nhất cử miễu sát gia hỏa này có thể coi là phí công nhọc sức đều chơi đến nước này còn để cho tiểu điệp hỗ trợ thực là không bằng tìm khối đậu hũ, đập đầu chết. Lỗ tai rung rung, nghe cách mình càng ngày càng đến gần bộ pháp âm thanh, toàn thân rung lên mặt đen thanh niên, một cái sơ sẩy, để cho triệu hoán nhân vật hàng Nga tiên tử trong tay nguyệt cung bảo kiếm, đâm xuyên qua lồng ngực. Một buổi ở giữa, máu tươi bắn tung tóe dùng đỏ một mảng lớn bầu trời. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Ô Phanimon, Thái Thượng Lão Quân, Thiên Bồng Nguyên soái Trư Bác Giới, hoàng kim hình thái phi gia đại vương, tiểu nam, Hyuga Hinata. Một đám yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật, cùng thi triển thần thông, được ăn cả ngã về không, đem kỹ năng công kích đến mặt đen thanh niên trên người. Đợi cho mặt đen thanh niên từ cái kia gợn sóng trong loạn lưu trốn tới, đã là khí tức trên phạm vi lớn rơi xuống, toàn thân cao thấp cũng là vết thương. Hô! Hô! Chật vật, mất tinh thần, không phấn chấn khắp cả người là tổn thương mặt đen thanh niên, hơi thở như trâu, nhìn cách mình không đến trăm mét thanh niên dáng người, trái tim đều lập tức ngưng kết, ngừng đập. chung cực một quyền. Kích thứ hai. Gió nổi mây phun, các bay đá chạy, đất trời đen kịt. Không có bất kỳ cái gì dư thừa sức tưởng tượng động tác, tầng thiên một quyền đánh ra. 72 biến định thân thuật. Tiếp theo, giam cầm tứ hợp bát hoang, thiên hạ nhật nguyệt 72 biến định thân thuật, hoành không xuất thế, phối hợp tô điểm tại chung cực một quyền bên trên. Bởi vậy, mặt đen thanh niên muốn tránh cũng không được, tại chỗ định thân thuật trong giam cầm, để cho chung cực một quyền kỹ năng chuẩn xác không có lầm anh kích đến. Phốc phốc. Ào ào ào. Cử chuyển siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh tu vi mặt đen thanh niên, huyết nhục gân cốt, từ bên trong ra ngoài tiêu vong. Tiếp theo là hồn phách của hắn, từng tất từng tất tan thành bọc nước, không còn tồn tại một trận gió lạnh thổi qua, thiên địa tĩnh mịch, trừ tầng thiên cùng yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật bên ngoài, tại không có dư thừa người các loại. Hạ phẩm bản nguyên đại thánh cảnh tu vi, lẽ loi một mình, nghiền ép mặt sát 19 cái thượng phẩm bản nguyên đại thánh cảnh trở lên thiên tài, cùng một cái siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài, hắc hắc, đây coi như là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai rồi a. À. Đế bản đại chiến dự thi nhân viên, 106 vạn người. Ở nơi này 160.000 10, tên đến từ bản nguyên đại thế giới các ngõ ngách thiên kiêu hạng người bên trong, thử hỏi còn có người thứ hai, có thể hoàn thành kinh thiên động địa như vậy dũng mãnh chiến tích sao? Ken Ken Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ, vượt cấp chém giết 19 tên bản nguyên đại thánh cảnh thiên tài. Nhắc nhở ký chủ vượt cấp chém giết một vị cửu chuyển vương cấp siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước thiên tài. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 200 ức ức điểm hỗn độn điểm kinh nghiệm ban thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 180 triệu điểm hỗn độn kim tệ trị ban thưởng. Chúc mừng ký chủ thăng cấp xoay một cái thiên giai hạ phẩm bản nguyên đại thánh cảnh một bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp xoay một cái thiên giai hạ phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp cử chuyển thiên giai hạ phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ thăng cấp cửu chuyển thánh giai hạ phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp cửu chuyển vương cấp hạ phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp cửu chuyển vương cấp thượng phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp nhất chuyển sơ giai vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một tấm triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự chiến thần hình thiên nhắc nhở ký chủ tổ đội hình thức đang trong quá trình mở ra đồng đội đông phương khê hương nguyệt nhi ma giáo đại tiểu thư lữ tiểu u lấy được kinh nghiệm giá trị ban thưởng ban bố chỉ thị đồng đội ma giáo đại tiểu thư thu hoạch được 200 ức ức điểm tổ đội điểm kinh nghiệm ban thưởng trước mắt cảnh giới tu vi nhất chuyển sơ giai hạ phẩm bản nguyên đại thánh cảnh một bước thăng cấp làm cửu chuyển thánh giai thượng phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước đồng đội đông phương khê thu hoạch được 200 ức ức điểm tổ đội điểm kinh nghiệm ban thưởng, trước mắt cảnh giới tu vi, cử chuyển sơ giai bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước, thăng cấp làm cử chuyển vương cấp thượng phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Đồng đội Khương Nguyệt Nhi, thu hoạch được 200 ức ức điểm tổ đội điểm kinh nghiệm ban thưởng, trước mắt cảnh giới tu vi, cử chuyển vương giai tiên phẩm bản nguyên vương giả cảnh 99 bước, thăng cấp làm cử chuyển cao giai hạ phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Đồng đội Lữ Tiểu U, thu hoạch được 200 ức ức điểm tổ đội điểm kinh nghiệm ban thưởng, trước mắt cảnh giới tu vi, cử chuyển cao giai hạ phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước, thăng cấp làm nhất chuyển sơ giai vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Đồng đội Nam Cung Điệp Vũ, thu hoạch được 200 ức ức điểm tổ đội điểm kinh nghiệm ban thưởng, trước mắt cảnh giới tu vi. Thăng cấp làm cử chuyển vương cấp hạ phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Đồng đội Nam Cung Mị Nhi, thu hoạch được 200 ức ức điểm tổ đội điểm kinh nghiệm ban thưởng, trước mắt cảnh giới tu vi. Thăng cấp làm cửu chuyển trung giai thượng phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Hôm sau, tại một cái sơn động bên trong, hôn mê thanh niên áo trắng, thốt nhiên mở mắt. Đầu tiên là ngửi được một mùi thơm chi khí, đầu sau mềm hồ hồ, phản phất gối lên thứ gì. Tỉnh rồi. Ma giáo đại tiểu thư tấm kia mị hoặc trắng noãn khuôn mặt, tiến tới thanh niên mũi trước. Ta đi. Tần thiên dở khóc dở cười, Ngươi không biết người vừa mới chưa tỉnh lại Không thể cái này hù dọa sao Ta hù đến ngươi sao Ma giáo đại tiểu thư mờ mịt Ngươi đều mau đưa mặt dính sát Còn không có dọa ta Tần thiên dãy dụa lấy đứng dậy Nói ta lúc hôn mê Là ngươi chiếu nhìn ta sao Đương nhiên Ma giáo đại tiểu thư vỗ vỗ bị thanh niên Gối một ngày bắp chân Nói ta đều chân tê dại Ngươi là ngủ được rất thơm Ha ha Nói tóm lại vất vả ngươi không nghĩ ngươi cũng biết chiếu cố người thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn tần thiên hí ngược một câu thầm nghĩ chung cực một quyền hình thái bây giờ có thể phát ra hai lần chung cực một quyền nhưng đem hai lần chung cực một quyền kỹ năng đều thả ra nên tiếp thời kỳ suy yếu cũng là càng nghiêm trọng hơn cùng dài dằng dặc liền cái gọi là có lợi có hại rồi a à không biết còn có thể hay không tiếp tục tại hệ thống thương điếm mua sắm chung cực một quyền cường hóa quyển nếu là có thể tại mua được mấy trương chung cực một quyền cường hóa quyển cái này chung cực một quyền hình thái mới xem như không có gì sánh kịp bạo tạc a à, thần du thiên ngoại ngươi nghĩ gì chứ mà giáo đại tiểu thư chíp chíp ra hô ngươi cũng tỉnh vậy chúng ta cũng nhanh chút ra ngoài đi ở trong sơn động này đều nhanh bị đè nén chết rồi a à, tần thiên tập trung ý chí nhìn về phía chỉ có bản thân gặp được yêu nghiệt hệ thống tiểu địa đồ. Sơn xuyên đại hà, giống như đúc hệ thống tiểu địa đồ bên trên, khiêu động những cơ duyên kia tiêu điểm, chịu chịu chen chen, vô số kể. Tuyển một cái khoảng cách nơi đây ở gần nhất cơ duyên tiêu điểm, Tần Thiên nói, ta đã cảm ứng được cơ duyên chỗ, hắc. Lợi hại không? Thật hay giả? Nam cung điệp vũ xông tới, ngươi không phải mới tỉnh sao? Nhìn ngươi tinh khí thần đều không khôi phục sung mãn, lại còn có thể cảm ứng được cơ duyên ở tại. Bí mật trên người của ngươi, thật đúng là không nhỏ. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Ta khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực, đào móc ta trên người bí mật. Chờ ngươi đem bí mật của ta khai cuộc ra, cũng là ngươi nên đón tai họa ngập đầu một ngày. Tần thiên ý vị thâm trường nhắc nhở một câu, sau đó hướng đi bên ngoài sơn động. Mấy cô gái, thành thành thật thật cùng ở sau lưng. Thoát ly âm u ẩm ướt sơn động, một lần nữa trở lại mênh mông vô ngần, sắc thái truyền kỳ, đế bản đại chiến không gian. Không khí mới mẻ, làm cho tâm thần người vì đó rung một cái. Thương khung sơn đen nha đen, còn có từng đạo từng đạo thiểm điện lôi đình du động, hạt đậu lớn nhỏ nước mưa, từ ngoài cửu thiên, đếm bằng ức vạn rơi ở mang hoang nguyên thủy mặt đất bao la bên trên, cho vạn vật sinh linh mang đến sinh mệnh lực. Loại này khí trời ác liệt, chắc hẳn phần lớn người cũng không nguyện ý đi ra hành động A. Tần Thiên không thèm để ý chút nào, tùy ý nước mưa tưới nước mang theo hình thượng, xác định phương hướng về sau, đầu tiên bay đi. Bành Long. Lôi đình tiếng nổ vang, tựa như là lão thiên gia đang nổi giận, không có dấu hiệu nào nổ tung, quanh quẩn tại tứ hợp bát hoang ở giữa. Cái này mang theo huy hoàng thiên ý lôi điện dưới, cho dù là cùng hung cực ác hồng hoang cự thú, cũng sẽ hãi hùng khiếp vía, nằm sấp trong động phủ không dám ra ngoài. Một bộ áo trắng, tóc dài xõa vai, toàn thân đều cho nước mưa thấm ướt thanh niên, thả người tiêu dao trong rủi tại trên không trung. Nhìn về phía trước du động từng đầu giữ tận khủng bố lôi điện, hắn thâm thúy như đêm con ngươi, không hề bận tâm, không có sợ hãi chút nào né tránh. Quy, ngươi làm gì không mở ra bản nguyên chi lực nha? Mấp mấy cái miệng nhỏ nhắn, Đông Phương khê hỏi. Tần Thiên nhìn lại, ma giáo đại tiểu thư, Nam Cung Điệp Vũ, Nam Cung Mị Nhi, tiểu nha đầu, Đông Phương khê mấy cô gái không có chỗ nào mà không phải là tại bên ngoài cơ thể bố trí một đạo vô hình bình chướng ngăn cách nước mưa a à, ngươi hỏi ta cái gì ta hỏi ngươi tại sao phải gặp mưa có phải hay không đầu óc mắc lỗi luôn luôn đoan trang trầm tĩnh đông phương khê giận dữ khẽ nói ha ha vậy ta còn nghĩ hỏi một chút các ngươi mưa này nước trôi soát thân thể sảng khoái hơn chuyện lợi a à, các ngươi làm gì không học học ta Tần Thiên cười trả lời. Đại ca ca, để cho nước mưa đem quần áo làm ướt, không rồi cùng không có mặt giống nhau sao? Tiểu nha đầu, thiên chân vô tà, cướp giải thích nói. Nháy mắt, ma giáo đại tiểu thư chúng nữ, khuôn mặt đỏ sậm, phản phất hồng thấu trái cây, ở nơi này mưa rào tầm tả, sấm sét vang dội dưới, có một phen đặc biệt phong tình. Tần thiên ma sát cái cầm, điểm ấy, ta còn thực sự là sơ sót, vậy các ngươi cũng không cần cùng ta cùng một chỗ mắt mưa. Hai ngày một đêm đi qua, bao lấy tại đế bản đại chiến không gian, phiêu bạc mưa to, không có nửa điểm ý dừng lại, ngược lại là càng diễn ra càng mãn liệt, vũ trảo nghe răng, rất nhiều sơn mạch cảnh tượng, đều đã bị dòng lũ mưa lớn bao phủ. Gầy gò thẳng tắp, con người sâu thẳm thanh niên áo trắng, cùng bảy một cái mỹ lệ nữ tử, yên tĩnh đứng tại một cái sơn cốc trước. Mơ hồ có thể thấy được trong cốc, hoa cỏ cây cối, chỗ nào cũng có, nhưng bởi vì mưa rào xối xả nguyên nhân, bị không nhỏ phá hư. Nam cung Điệp Vũ mở miệng nói, ngươi nói cơ duyên chính là ở đây. Tạm thời còn không biết hội là loại nào cơ duyên, ta đi vào tìm tòi hư thực. Mở ra tứ giai thiên sinh nhãn, Tần Thiên Chân vừa bước, động thân bay ra khỏi sơn cốc bên trong. Chúng ta muốn hay không cùng đi lên xe một chút? Lữ Tiểu U, kìm nén không được hỏi. Tốt, ta đồng ý đề nghị này. Ma giáo đại tiểu thư, tiểu nha đầu, Nam cung Điệp Vũ, nhao nhao gật đầu. Chỉ có Đông Phương Khê cùng Nam Cung Mỹ Nhi biểu thị không đồng ý, các ngươi còn là sống yên ổn một hồi đi, theo sau gây phiền toái, hắn nhưng là đánh người. Bành Long Như giao tự mãn, xúc mục kinh tâm lôi điện, giao nhau tại đầu đội trời. Áo trắng như tuyết thanh niên, từng bước một đi ở trong sơn cốc, dưới chân là không biết được sâu bao nhiêu nước động. Một đoàn tại trong mưa, cũng lộ ra cực kỳ sáng lạng hừng hực quang mang, đột nhiên hiện lên ở phía trước, lóe lên lóe lên, đoạt người nhãn cầu. Tần thiên nhất thời tăng nhanh bộ pháp. Không cần một hồi, đi tới một gốc thông trời cao, phồn thịnh rậm rạp dưới đại thụ. Lớn chừng bàn tay, xanh trái cây màu xanh lục, treo ở một đầu không có nhận đến nước mưa đã kích đầu cành bên trên. Khó mà ngăn chặn năng lượng khổng lồ, liên tục không ngừng từ nơi này màu đỏ xanh trái cây bên trong lan tràn ra. Yêu nghiệt hệ thống tiểu địa đồ bên trên cho thấy cơ duyên, chính là cái này miếng trái cây. Ông nghi vấn, Tần Thiên vương tay, liền phải đem cái này kỳ dị thần bí trái cây lấy xuống, cảm giác nguy cơ, hoàn toàn cũng tại lúc này, xảy ra bất ngờ. Sắc bén thấp luyện quan hoa, xé phá hư không, vội vàng không kịp chuẩn bị, miễu sát tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh, tiên phẩm bản nguyên đại thánh cảnh, tuyệt không là vấn đề. Nikiu Nikiu no Mi, siêu cấp lớn bắn ngược. Tần Thiên duỗi xuất thủ trưởng, hướng về phía sau tùy ý tính vung đi. Quanh. Trăng rắc. Sống cả mãnh liệt đáng sợ mênh mông ni kiu ni kiu no mi lực bắn ngược dưới cái kia sắc bén quang hoa vỡ nát hầu như không còn biến thành bột mịn giấu đầu lòi đuôi cút ra đây cho ta xoay người tầng thiên con ngươi bộc phát ra tính thực chất sát cơ bồi hồi tại bên trong sơn cốc lũ lụt hoàn toàn bốc hơi là giả không một đầu trăm mét dài rộng lân phiến màu tím đen đầu sinh khác sừng phần bụng mọc lên lợi trảo còn có từng đầu sợi râu cùng cự long bảy tám phần tương tự sinh vật đập vào mắt vành mắt bản nguyên thần thú giao long bản nguyên đại thế giới thần thú hệ thống chia làm sơ cấp bản nguyên thần thú huyết thống trung cấp bản nguyên thần thú huyết thống cao cấp bản nguyên thần thú huyết mạch cấp độ thần thoại bản nguyên thần thú huyết thống giao long chính là sơ cấp thần thú huyết thống hàng ngũ tần thiên không biết được là nên giật mình còn là mừng rỡ cả kinh là liền nhanh như vậy gặp tử kim thận bối về sau con thứ hai nhảy nhót tưng bừng hàng thật giá thật bản nguyên thần thú vui chính là đầu này bản nguyên thần thú giao long còn rất nhỏ yếu nhiều nhất cùng siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh phân cao thấp bản thân hàng phục nó đó là dễ như trở bàn tay chuyện chắc như đinh đóng cột bản nguyên thần thú giao long giao đan xương cốt huyết dịch cũng là vật trân quý phục dụng luyện hóa về sau có thể tăng phúc tu vi lớn mạnh huyết khí ngao 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 như là phát giác ra tần thiên đối với nó thực lực khinh thường. Bản nguyên thần thú giao long, nổi trận lôi đình, trong mắt cùng ụt ụt, chuyển động, nhắm người mà phệ. Cái kia hơn 100 mét trường thân thể chiếm cứ, hình như kéo ra đại cung, sau một khắc liền muốn bắn ngược ra ngoài. Ta cho ngươi hai con đường đi. Con đường thứ nhất, phun ra giao đan, còn có thể tạm thời an toàn tính mệnh. Thứ hai con đường, ta làm thịt ngươi. Ngươi một thân huyết nhục tinh hoa, đều là của ta. Tần Thiên thẳng thắn gằn từng chữ. Trống. Bản nguyên thần thú giao long, không hề nghi ngờ không biết thỏa hiệp. Phun ra giao đan. Nói đùa. Đây chính là bảo bối của mình, không có giao đan, nói không chừng hắn liền không phải là thần thú. Hưu. Hưu. Mưa to mênh mông, cũng ngăn cản không được bản nguyên thần thú giao long tiếng gầm gừ. Ma giáo đại tiểu thư, tiểu nha đầu, khương nguyệt nhi đông phương khê nam cung điệp vũ rất nhiều nữ tử nghe tiếng từ ngoài cốc bay tới a à, đây là bản nguyên thần thú giao long sao nam cung mị nhi ưa thích lông mày nói tần thiên đây chính là cơ duyên tốt nha trước mắt giao long còn không tính quá lợi hại chúng ta liên thủ lại rất dễ dàng liền có thể trấn áp nó ngươi đều nói nó không tính lợi hại không cần đến chúng ta cùng nhau tiến lên sao Tần Thiên nghiền ngẫm cười, ngoài thân, lôi đình quang hoa, lớp bốt nổ tung, ta đã thương lượng với nó qua, súc sinh này không muốn chủ động phun ra giao đan. Sở dĩ, ta muốn đích thân giúp nó mở ngực mổ bụng. Khẳng định A, à, không thấy giao đan, nó tám chín phần mười muốn thoái hóa đến ma thú bình thường hàng ngũ. Nam Cung Mỹ Nhi thầm nói. Trống. Một người một dao, ở nơi này trăm năm khó gặp khí trời ác liệt dưới, bốn mắt tương đối, lẫn nhau khí thế, trong lúc vô hình đụng va vào nhau trung chuyển hư không ông ông tác hưởng hạt đậu lớn nhỏ nước mưa cũng là bị vô hình khí thế bắn ngược ra lại cũng rơi không đến trong sơn cốc này ngoại giới tiếng sấm sét đánh nước mưa kinh người trong cốc yên tĩnh tới cực điểm sẽ không còn được gặp lại một giọt mưa nước từ không trung ngã xuống ngao ngao chiếm cứ thân thể lân phiến to bằng miệng chén tím đen hào quang bản nguyên thần thú giao long dẫn đầu phát khởi thế công tốc độ bể nghệ mau lẹ, thoáng như một đường thoát dây cung chi tiễn, hồng học xuyên thấu hư không, đi tới nhỏ bé gầy yếu nhân loại thanh niên trước mặt, huyết bồn đại khẩu mở ra, phản phất có thể đem một tòa hồng hoang đại sơn đều nuốt vào. Goro Goro no Mi, ba ngàn vạn vôn lôi thú, Goro Goro ba no ngàn vạn vôn lôi điểu, Goro Goro ba no ngàn vạn vôn lôi long, trắng nõn tú khí khuôn mặt, không hề bận tâm đạm nhiên tự nhiên tràn ngập nguy hiểm thời khắc tầng thiên ngoài thân hừng hực lôi quang phóng lên tận trời đánh nát mây xanh duy ngã độc tôn một đầu ngàn mét to lớn long lân long trảo long đầu long vĩ giống như đúc trong rất sống động lôi điện thần long hoành không xuất thế bên trái là cái kia cùng hung cực ác khí thôn sơn hà lôi thú bên trái là cặp kia cánh che khuất bầu trời vi phong lẫm lẫm thế không thể đỡ lôi điểu tự thú Ba đầu từ trái ác quỷ Goro Goro no mi năng lượng Tạo nên ra quái vật khổng lồ Ứng thanh đụng vào bản nguyên thần thú giao long trên người Một tầng thạch kích thích ngàn cơn sóng Hỗn loạn phong bạo Hạ xuống lần nữa tại một ngọn núi này trong cốc Đại địa cũng là long trời lở đất đung đưa Đùng đùng lôi đình chi uy Lực phá hoại Có thể khiến cho rất nhiều thánh phẩm bản nguyên đại thánh cảnh cường giả Đều trong nháy mắt thành bụi yên diệt Nhưng mà đã nhận lấy ba đầu lôi đình cự thú đánh bản nguyên thần thú giao long lại bất quá là lui về phía sau một đoạn thời gian thân thể bên ngoài cũng cũng không có bao nhiêu vết thương hiển hiện rất cốt bản nguyên thần thú nha nếu là điểm ấy lực phòng ngự đều không coi như để cho ta vô cùng thất vọng đấu chí vang dội nhiệt huyết thức tỉnh tần thiên nắm chặt nắm đấm ý niệm truyền đạt cho yêu nghiệt hệ thống Ken Ken nhắc nhở ký chủ mở ra yêu nghiệt hình thái chúc mừng ký chủ thu hoạch được 80.000 lần điểm chiến lực công suất. Nhắc nhở ký chủ mở ra tứ giai siêu say đa thương lam sắc. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 110.000 lần điểm chiến lực công suất. Nhắc nhở ký chủ mở ra bất bại chiến long huyết mạch. Nhắc nhở ký chủ mở ra thập vĩ Jinchuriki hình thức, thu hoạch được kỹ năng thập vĩ vĩ thú ngọc. Nhắc nhở ký chủ mở ra Vasto Ichigo hình thái, thu hoạch được kỹ năng hủy diệt bào hao nhắc nhở ký chủ sử dụng thiên mã tọa thánh y. Thiên mã tọa thánh y, xuất từ anime thánh đấu sĩ, ký chủ đeo về sau, trên phạm vi lớn tăng cao chiến lực, mặc trong lúc đó thu hoạch được kỹ năng siêu cấp thiên mã lưu tinh quyền. Tầng tầng yêu nghiệt hệ thống hình thái năng lực, cường thế mở ra. Bề ngoài, đầu tiên là xảy ra biến hóa. Áo choàng tóc đen, như dao tự mãn, từ từ bay lên, tách ra sáng chói mỹ lệ, yêu dị lăng lệ thương lam quang hoa phía sau là một cái miếng khó lường u màu đen cầu sinh ngọc ngũ quan để cho giày đặc tà ác đẫm máu giữ tợn bạch cốt đầu trâu mặt nạ che lại theo sát lấy tần thiên rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình lưu động lực lượng ngàn vạn lần tăng phúc lấy loại này giơ tay nhấc chân sụp đổ bát hoang càng không bạo tạc cảm giác thực sự là không lời nào có thể diễn tả được thống khoái ngao ngao như là bắt được thanh niên bề ngoài biến hóa sau khi lực lượng cũng trên phạm vi lớn tăng cao, bản nguyên thần thú giao long, thân thể bên ngoài cơ thể tím đen lân phiến, chi chi rung động. Đại ca ca ủng hộ. Đại ca ca ủng hộ. Hai gò má phấn nộn yêu mị, điên đảo chúng sinh tiểu nha đầu, đột nhiên hò hét đạo. Dọa dạ ta một hồi ngươi. Còn ủng hộ đây, kém chút để lọc dầu. Tần thiên đắng chát cười yếu ớt. Trống. Bản nguyên thần thú giao long, thể rắn bên trong chôn giấu cùng cuộn mãnh liệt năng lượng phun ra từng đạo từng đạo kẹp lấy lên hỏa diễm cùng băng sương năng lượng cầu không tệ a à. còn có thể điều động băng thuộc tính năng lượng hỏa thuộc tính năng lượng đâu tầng thiên thờ ơ giơ tay lên ni kiêu ni kiêu no mi liên tục sóng xung kích thông qua ni kiêu ni kiêu no mi tới dọa ở tự thân lực lượng còn có bốn phương tám hướng giữa thiên địa che phủ năng lượng vật chất bành bành bành, bành. Một đường sát bên một đường, thao thao bất tuyệt, ni kiêu ni kiêu nô no mi sóng xung kích, đánh nát bản nguyên thần thú giao long phun ra, băng hỏa, năng lượng cầu. Sóng to nổi lên bốn phía, lạc lạc không dứt. Dứt. Lớn riết gào một tiếng, kinh hải khiếp quỷ thần. Kéo lấy đầu đầy thương lam tóc dài, không ai bị nổi, uy không thể nói tầng thiên, cùng bản nguyên thần thú giao long, chém dứt giao phong cùng một chỗ. Hạ phẩm bản nguyên đại thánh cảnh lúc đều có thể diệt một vị siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh giờ này ngày này bản thân vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh ứng phó lên một đầu siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh cấp bậc bản nguyên thần thú cần bất quá là thời gian dài ngắn thôi ngao ngao thụ một cái nắm đấm phát ra bị đau gào thét bản nguyên thần thú giao long không cam lòng yếu thế cái đuôi vung ra bài sơn đảo hải chi uy thương lam sắc siêu cấp long quyền bạo phát thương lam sắc siêu cấp Kamehameha. Hai đạo mạnh mà hữu lực, có một không hai của kim bạo tạc kỹ năng, mạnh mẽ đem bản nguyên thần thú giao long quăng ra cái đuôi bao phủ xé rách. Trống. Cái đuôi lân phiến vỡ nát, bày biện ra máu me đầm đìa hình dạng. Nếm được đau khổ bản nguyên thần thú giao long, vội vàng quyển đứng thẳng người, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không còn dám có đinh điểm phớt lờ. Bản thân hung ác, nhân loại kia. So với chính mình còn muốn hung ác vô luận là lực lượng hay là về khí thế, đều mơ hồ áp đảo bản thân. S cấp nhẫn thuật, bác kỳ đại xà. Ngón tay ở trong miệng cắn nát, đỏ thẩm huyết dịch tích trên mặt đất. Tầng thiên hai tay kết ấn, huyết nhục dưới lỗ chân lông, bản nguyên chi lực, sóng cả mãnh liệt phun ra. Ào ào ào. Mảng lớn mảng lớn sữa sương mù màu trắng, thôn vệ mắt trần có thể thấy bầu trời khu vực. Trống. Liên tiếp bạo ngược tiếng thét dài bên trong, một đầu vạn mét rộng lớn mọc ra tám cái đầu bát kỳ đại xà đăng tràn cộc cộc bộ pháp thảnh thơi đi đến bát kỳ đại xà đỉnh đầu tần thiên vĩ ngạn tà lệ thân hình giống như nếu một tôn thời đại hồng hoang đại thần giá lâm kia chỗ ngao bản nguyên thần thú giao long thấy được có máu có thịt hàng thật giá thật bát kỳ đại xà lập tức cốt nhục sợ hãi không chịu yếu thế bành long bành long bỗng nhiên bát kỳ đại xà tám cái đầu mở ra huyết bồn đại khẩu toát ra cuồng bạo năng lượng ngôi sao điểm điểm hợp thành gian thành biển giống như hóa thành một cái bát kỳ đại xà năng lượng cầu cái này đường kính ngàn mét Bắc kỳ đại xà năng lượng cầu còn quấn lập lòe nhấp nháy đùng đùng lôi đình còn có nóng bỏng phần thiên chữ hải hỏa diễm tóm lại đây liền giống với là một cái uy lực thuần túy kinh khủng lựu đạn một khi trúng mục tiêu mục tiêu bạo liệt ra hình thành phá hư uy lực sẽ là phá vỡ càng khôn nhật nguyệt trung động t bản nguyên thần thú giao long ánh mắt trầm trọng ngao ngao thét lên hắc nghiệt xúc ngươi cũng biết một chiêu này rất lợi hại nha tần thiên cười nói vậy ngươi có thể phải chuẩn bị tốt không nên bị cái này một khả năng lượng cầu đánh trúng nếu không giết không chết ngươi cũng có thể để ngươi da tróc thịt bong thương cân động cốt nhiều lời đây không phải nhìn thấy cái kia năng lượng uy lực càng diễn ra càng mãn liệt bắc kỳ đại xà năng lượng cầu bản nguyên thần thú giao long cũng đang tập kết một thân lực lượng làm xong ứng phó chuẩn bị có thể nó cử động này không khác là phí công tần thiên vung tay lên bắc kỳ đại xà năng lượng cầu ầm ầm đập ra ngoài đông đông phong lôi chợt hiện đất trời đen kịt gánh chịu lấy hủy địa diệt thiên chi uy bắc kỳ đại xà năng lượng cầu lập tức đến con mồi trước mặt bản nguyên thần thú giao long dĩ nhiên là muốn duỗi ra lợi trảo xé nát cái này bát kỳ đại xà năng lượng cầu 72 biến định thân thuật bên miệng mang theo tà lệ đường công tần thiên một tiếng mặt niệm giam cầm vạn vật thiên hạ quanh long tại 72 biến định thân thuật bên trong không cách nào động đậy dưới tình huống bản nguyên thần thú giao long chặt chẽ vững vàng nhận lấy bát kỳ đại xà năng lượng cầu công kích vượt quá tưởng tượng hỗn loạn cao chót vót phong bạo trong khoảnh khắc tự nhiên sinh ra, thôn vệ tứ hợp bát hoang ngao ngao tiếng kêu trên tại khởi khởi phục phục gần sóng trong gió lốc chợt ẩn chợt hiện đến cuối cùng tan thành mây khói hết thảy đều kết thúc sau bản nguyên thần thú giao long mình đầy thương tích máu me đầm đìa ánh vào ánh mắt ha ha là đại ca ca thắng rồi tiểu nha đầu tâm hoa nổ phóng sùng bái si mê đại ca ca vô địch trống Yểu siêu thủ lĩnh dính não, khí tức trên phạm vi lớn yếu bất bản nguyên thần thú giao long, vẫn hận nghi hoặc nhìn chầm chầm tần thiên. Ngươi là muốn hỏi, vì sao cái này một cái, bác kỳ đại xà năng lượng cầu có thể trúng mục tiêu ngươi, đúng không? Tần thiên một câu vạch trần bản nguyên thần thú giao long tâm tư, nói, vậy rất đơn giản, ngươi lại ăn một đường, không nên cái gì đều hiểu rồi. Bởi vì cái gọi là, một lần sinh, hai lần quen sao. Trăng rắc, bành long long giữ tận kình thiên trọng lớn to lớn bát kỳ đại xà ngưng tụ ra cái thứ hai bát kỳ đại xà năng lượng cầu đến ô ô bản nguyên thần thú giao long run run rẩy rẩy rõ ràng là sợ hãi kinh khủng thiên thiên ấn tần thiên ống tay áo cổ động bay ra một đạo kim mang quanh quẩn sáng chói vô cùng ấn ký mãnh liệt xem xét còn tưởng rằng là một khối màu vàng kim cục gạch đâu tản mát ra không lời nào có thể diễn tả được mùi huyết tinh ba động bể nghệ thất luyện phiên thiên ấn tốc độ quỷ mị hung hăng đập một cái bản nguyên thần thú giao long cái óc xương ngao ào 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 thất điên bác đảo đầu rơi máu chảy bản nguyên thần thú giao long lung la lung lay gắn gượng không ngã xuống đi bành nói thì chậm khi đó thì nhanh quy năng tuyệt luân bát kỳ đại xà năng lượng cầu phá toái hư không lại một lần đã tiếp đến bản nguyên thần thú giao long hồng hộc trăng rắc trăng rắc mặt đất băng liệt đổ sụp máu thịt be bét không ra hình dạng gì bản nguyên thần thú giao long hấp hối nửa chết nửa sống nằm ở đó trận chiến đấu này kết thúc ngoài ý liệu nhẹ nhõm tần thiên bàn tay lôi quang quanh quẩn phía dưới phá mở súc sinh này bụng xuất ra giao đan ai nha tiếng kinh hô vang lên đại ca ca cẩn thận phía sau phía sau tần thiên tâm thần khẽ động bác kỳ đại xà mấy cái đầu đang chéo đem mình nhỏ bé thân hình hộ vệ trong đó oanh long theo sát lấy một cổ cuồng bạo chi lực phấn bể nát bác kỳ đại xà mấy cái đầu mùi máu tươi tùy ý làm bậy tràn ngập tần thiên con ngươi nghiêm nghị đầu nhập đi ánh mắt không biết được lúc nào một đầu lân phiến màu đỏ tím cùng cái kia màu tím đen bản nguyên thần thú giao long lớn không kém nhiều bản nguyên thần thú giao long nằm ở cách đó không xa đỏ linh lợi con mắt thẳng thắn tập trung vào bản thân trống màu đỏ tím bản nguyên thần thú giao long toát ra khí tức nhưng lại sau màu tím đen bản nguyên thần thú giao long lợi hại chút có thể cùng sơ giai hạ phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh cường giả sánh ngang bản nguyên đại thánh bản nguyên thánh hiền kém một chữ là trên căn bản khác nhau một trời một vực đầu này màu đỏ tím bản nguyên thần thú giao long sau một trăm đầu màu tím đen bản nguyên thần thú giao long đều muốn hung hãn đáng sợ đơn đã độc đấu tần thiên là mảy may thủ thắng nắm chắc đều không có sự tình càng ngày càng thú vị nó hẳn là thừa dịp mới vừa hỗn loạn phong bạo lặng yên không một tiếng động đi vòng qua sau lưng của ta thật là sơ suất. nơi đây không biết còn có đầu thứ ba bản nguyên thần thú giao long a hy vọng không biết ngao ngao liếc một cái trong hố lớn vết thương chồng chất nửa chết nửa sống màu tím đen bản nguyên thần thú giao long trong lúc nhất thời màu đỏ tím bản nguyên thần thú giao long nổi trận lôi đình lửa giận vạn quân hận không thể đem tần thiên ăn sống nuốt tươi thiên đao vạn quả xì 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 bác kỳ đại xà mất đi mấy cái đầu đã là tái tạo khép lại khôi phục như lúc ban đầu ken ken tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ sử dụng triệu hoán tạp phiến đạo cụ Chúc mừng ký chủ triệu hoán tạp phiến đạo cụ trưởng thành thuộc tính tuyên bố chỉ thị. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự tề thiên đại thánh tôn ngộ không, binh khí như ý kim cô bổng, kỹ năng 72 biến, cân đấu vân, hỏa nhãn kim tinh. Trước mắt trưởng thành là cử chuyển vương cấp tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự nguyệt cung tiên tử hằng Nga, binh khí nguyệt cung bảo kiếm, kỹ năng thường Nga bôn nguyệt, trầm ngư lạc nhạc, Tây tử nâng trái tim. Trước mắt trưởng thành là cử chuyển vương cấp tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, cứ cực thể chữ số bảo bối Ophanimon, kỹ năng sinh mệnh chi thụ thủy tinh, ánh sáng thần thánh. Trước mắt trưởng thành là cử chuyển vương cấp tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoáng tạp phiến đạo cụ, Hokage nhẫn giả hiểu thành viên tổ chức tiểu nam, kỹ năng thức chỉ chi vũ thần phạt, chỉ phân thân thuật, chỉ thủ lý kiếm, thần chi chỉ giả chi thuật. Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự thiên bồng nguyên soái trư bát giới, binh khí chính răng đinh ba, kỹ năng thiên cương tam thập lục biến. Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, đạo gia tam thanh một trong thái thượng lão quân, kỹ năng nhất khí hóa tam thanh, pháp bảo lò bát quái trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, Pokemon Pikachu, kỹ năng ngàn vạn vôn, lôi điện đã kích. Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự chiến thần hình thiên, binh khí kiền, thích. Kỹ năng hình thiên múa kiền thích. Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ thần thoại cố sự cửu thiên huyền nữ pháp bảo cửu thiên huyền nữ kiếm kỹ năng cửu thiên huyền nữ thuật trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ hokage nhẫn giả một dịp thôn hyuga nhất tộc bạch nhãn công chúa hyuga hinata kỹ năng bạch nhãn nhu quyền pháp bát quái thất thập nhị trưởng nhu quyền pháp lắm mồm 36 mươi trưởng thuật chữa thương trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoáng tạp phiến đạo cụ, đại đường cao tăng đường huyền trang. Trưởng thành hình triệu hoáng tạp phiến đạo cụ, đại địa chi mẫu nữ qua nương nương. Trưởng thành hình triệu hoáng tạp phiến đạo cụ, dragon bôn bóc hoàng kim hình thái phi gia đại vương. Trưởng thành hình triệu hoáng tạp phiến đạo cụ, hải tặc vương nữ đế hang cốc. Hệ thống triệu hoáng nhân vật, tại tầng thiên triệu hoáng dưới, một vừa xuất hiện, cùng thi triển phong thái. Thập tam cái yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật. Không đúng, bây giờ là 14. Tần Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV ánh mắt nhìn lại, mới hệ thống triệu hoán nhân vật, chiến thần hình thiên. Quy phong bá đạo, thân hình cao lớn vĩ ngạn. Hất lên đen kịp áo giáp. Lại là thân thể không đầu, binh khí trong tay là một thanh cự phủ, cùng một cái cự đao, hẳn là hình thiên binh khí kiền, thích rồi a. À. Đây chính là trong chuyện thần thoại xưa nhân vật hung ác, bị hoàng đế chém xuống đầu, còn có thể dùng thân thể không đầu múa kiền thích, chấn nhiếp thiên địa. Giờ phút này hệ thống triệu hồi ra chiến thần hình thiên, sát khí đằng đằng, phản phất như là như thần ma, xử tại chỗ, liền cho vạn vật linh hồn của sinh linh cấp độ, mang đến khó có thể dùng lời diễn tả được uy hiếp tính. Trống. Trống. Đèn lồng màu đỏ một dạng ánh mắt, cẩn thận tạo động tại 10 cái yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật thân hình bên trên. Có thể so với sơ giai hạ phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh cường giả màu đỏ tím bản nguyên thần thú giao long, dương nanh múa vuốt, bên ngoài cơ thể tầng tầng lớp lớp, lóa mắt sáng ngời gấu hùng đại lửa cháy lên, cái này không giới hạn, phạm vi cuồn cuộn, độ tinh khiết bành trướng hùng hùng giao lửa. Có thể hời hợt thiêu chết một mảng lớn siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh tu sĩ. Tiểu điệp, ngươi cũng chớ ngủ, ra đi. Tần Thiên sâu sắc minh bạch, bản thân tăng thêm 14 yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật, cũng là không thể nào chiến thắng một đầu thánh hiền cảnh cấp bậc bản nguyên thần thú, chỉ có thể là gọi ra tiểu điệp. Ào ào ào. Sóng nước lấp loáng, màu chói. To bằng móng tay, linh lung thần bí tiểu điệp, một khi xuất hiện, cái kia màu đỏ tím bản nguyên thần thú giao long, chính là cực độ thấp thỏm lo âu đứng lên. Huyết mạch chỗ sâu có một thanh âm nhắc nhở lấy nó, cái kia con bướm, nếu như người giận sôi nhân vật nguy hiểm. Thần thú các loại huyết mạch cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp độ thần thoại. Màu đỏ tím bản nguyên thần thú giao long, chỉ là sơ cấp bản nguyên thần thú huyết thống. Mà tiểu điệp, thế nhưng là tuyệt tích cấp độ thần thoại bản nguyên thần thú huyết thống, thiên biến vạn hóa điệp. Tại thần thú huyết thống bên trên, tiểu điệp triệt triệt để để, hoàn toàn áp đảo màu đỏ tím bản nguyên thần thú giao long. Tựa như là thế tục bách tính, gặp được cái kia ở lâu thượng vị giận dữ thay nằm trăm vạn đế vương thiên tử thực chất bên trong liền sẽ run rẩy e ngại đứng lên tần thiên thế nào nha muốn cho ta giúp ngươi thiêu chết đầu này đại nê thu sao tiểu điệp tiếng nói sửa bên trong sửa tức giận như là bảy tám tuổi hài đồng đúng vậy a à. tần thiên nhấn nói bất quá ngươi cần phải hạ thủ lưu tình đừng đem nó đốt thành tro bụi biến thành nửa chết nửa sống liền không sai biệt lắm còn dư lại giao cho ta. Cái này màu đỏ tím bản nguyên thần thú giao long giao đan, có thể so sánh cái kia màu tím đen bản nguyên thần thú giao long giao đan, năng lượng sung mãn to lớn nhiều. Nếu là bị tiểu điệp đốt thành cặn bã, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Hì hì để cho ta giúp ngươi cũng được, nhưng ngươi chờ một chút, muốn mang ta đi một nơi. Tiểu điệp trả lời. Ách. Tình huống như thế nào? Tần Thiên ngây ngẩn cả người trước kia bản thân để cho tiểu điệp xuất thủ tiểu gia hỏa này còn không có cự tuyệt qua cũng hoặc là nói nó muốn đi chỗ nào vậy mà dùng loại chuyện này đến cùng mình cò kè mặt cả nuốt nước bọt càng quét tạp niệm tần thiên hỏi ngươi muốn ta dẫn ngươi đi nơi nào dù sao thì là một chỗ tiểu điệp chính mình cũng không quá chắc chắn bộ dáng được núi đao biển lửa chân trời góc biển ta cũng dẫn ngươi đi Ai bảo ta là người tốt đâu Hồng Học. Cùng thanh niên cò kè mặt cả sông tiểu điệp Bay nhảy sắc thái sặc sở cánh Bay hướng về phía trước Ngao Ngao Nhìn thấy tiểu điệp tới gần Màu đỏ tím bản nguyên thần thú giao long Như lâm đại địch điên cùng phát ra thế công ầm 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 Tung hoành không dứt Phá hư cực đoan thế công Trọng trọng điệp điệp thôn vệ che hết tiểu điệp nhưng mà, theo một đoàn lộng lẫy mộng ảo, thần bí nóng trực thải sắc điệp viêm, nở rộ. Màu đỏ tím bản nguyên thần thú giao long phóng thích ra thế công, trong một đêm, không còn sót lại chút gì, bị cái kia thải sắc điệp viêm dung luyện là giả không bọc nước. Hồng hộc Cấm kỵ đáng sợ thải sắc điệp viêm, vương dài toán loạn đến màu đỏ tím bản nguyên thần thú giao long trên người. Lập tức, nghe được cái kia màu đỏ tím bản nguyên thần thú giao long lân phiến, huyết nhục, cốt cách, bị thải sắc điệp viêm lốt bốt dung luyện nướng sợ hải tiếng. Ngao. Trống. lăn lộn đầy đất, như là kiến bò trên chảo nóng, tam hạ ngũ trừ nhị công phu, màu đỏ tím bản nguyên thần thú giao long, chính là ngoài cháy trong mềm, máu me đầm đìa, khí tức suy yếu đến thung lũng, chiến lực tự nhiên cũng là rơi xuống. Nghe theo Tần thiên nhắc nhở, tiểu điệp không có đem cái này, màu đỏ tím bản nguyên thần thú giao long, đốt thành tro bụi, chỉ là đưa cho đối phương trọng thương. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rất tốt, tới ta xuất thủ. Tần thiên nắm chặt nắm đấm, trực kích đánh ra, siêu cấp thiên mã lưu tinh quyền. Ông ông ông. Cao quý thần thánh thiên mã thần thú hư ảnh, đem trong vòng nghìn dặm bầu trời chiếu sáng. Trên người thải sắc điệp viêm dĩ nhiên dập tắt, màu đỏ tím bản nguyên thần thú giao long, nhảy lên một cái, ngụm lớn mở ra, nuốt lấy siêu cấp thiên mã lưu tinh quyền có thể thấy được thân thể của hắn có chút bành trướng vạn vẹo, nhưng cuối cùng vẫn đem siêu cấp thiên mã lưu tinh quyền quy lực tiêu hóa hết. U UH, đều bị đốt thành nướng con lương, lại còn như vậy nhảy nhót tưng bừng. Thực sự là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chán nản phượng hoàng còn là phượng hoàng nha. Tần thiên giống như cười mà không phải cười châm chọc nói, có thể, ngươi lại có thể nhảy nhót, hôm nay nhất định phải chết ở cái địa phương này. Oanh! Không có đầu, chỉ còn lại có hùng vĩ cao lớn thể chất hệ thống triệu hoán nhân vật chiến thần hình thiên vũ động binh khí kiền thích đại khai đại hợp uy không thể đỡ công về phía màu đỏ tím bản nguyên thần thú giao long tạo hình đặc biệt kiền thích tại chiến thần hình thiên trong tay vũ động sau nhất lên lăng lệ phá hư phong bạo có thể uy hiếp trọng thương siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh cường giả ánh sáng thần thánh sau lưng mọc lên thiên sứ cánh đường công cao gầy hất lên thanh sắc thần thánh khôi giáp cứu cực thể chữ số bảo bối Ophanimon, hai tay bằng phẳng rộng trải mở, chiếu rọi ra ngàn vạn tịnh hóa tà ác, tịnh hóa càng khung, thần thánh trùng sáng. Thức chỉ chi vũ. Thần phạt. Một bộ màu lót đen hồng vân áo khoác áo bào, khó mà che giấu thức tha tư thái tiểu nam muội tử, mở ra trắng ngoãn giấy trương bình góp mà ra thiên sứ cánh. Ngũ thải phong ấn thuật. Tiếp theo là đại địa chi mẫu nữ hoa nương nương, bưng lấy sóng nước lấp loáng, đủ mọi màu sắc ngũ thải bổ thiên thạch khi uga hinata nữ đế hang cốc tề thiên đại thánh tôn ngộ không thiên bồng nguyên soái trư bát giới nguyệt cung tiên tử hằng nga thái thượng lão quân hoàng kim hình thái phi gia đại vương đại đường cao tăng đường huyền trang nguyên một đám yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật lục tiếp theo thả ra kỹ năng không thiếu gì cả hoa mắt để cho người ta nhìn mà than thở bành ầm ầm sơn cốc thất linh bát toái sắp để cho sang thành bình địa mới đầu hung ác kinh cũng màu đỏ tím bản nguyên thần thú giao long liên tục nhận chịu 14 yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật kỹ năng đã kích về sau hiện tại không phải cũng là cùng cái kia màu tím đen bản nguyên thần thú giao long không khác chút nào mình đầy thương tích hấp hối nằm ở trên mặt đất biến thành trên bàn thịt cá mặt người chém giết hai đầu bản nguyên thần thú giao long cũng là ghé vào trong hố sâu máu thịt be bét hấp hối Đến một bước này, chiến đấu cũng là đã qua một đoạn thời gian. Tần thiên kích phát ra bản nguyên chi lực, ngưng tụ ra một cái năng lượng trường đao, mài đao xoèn xoẹt, phá mở hai đầu bản nguyên thần thú dao long bụng, moi ra hai cái khác biệt sắc thái bản nguyên dao đang đến, một cái là cái kia màu tím đen bản nguyên thần thú dao long nội đan, năng lượng dồi dào rộng lớn, cùng bảo kinh người. Một cái là cái kia màu đỏ tím bản nguyên thần thú dao long nội đan, tràn ngập tản ra năng lượng, liền càng thêm bể nghệ khủng bố, to lớn vô cùng. Hấp thu luyện hóa hết hai cái này miếng dao đang năng lượng, tu vi cảnh giới đột phá, thế tất không thể kinh thường. Ken Ken Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ, vượt cấp chém giết hai đầu bản nguyên thần thú giao long. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 300 ức ức điểm hỗn độn điểm kinh nghiệm ban thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 280 triệu điểm hỗn độn kim tệ trị ban thưởng. Chúc mừng ký chủ thăng cấp nhị chuyển sơ giai vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh một bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp nhị chuyển sơ giai vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp cửu chuyển sơ giai vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp cửu chuyển trung giai vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp cửu chuyển cao giai vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp cử chuyển Thiên giai vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp cử chuyển Thánh giai vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp cử chuyển vương cấp vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp cử chuyển vương cấp thánh phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Nhắc nhở ký chủ, tổ đội hình thức đang trong quá trình mở ra đồng đội Nam Cung Điệp Vũ, Nam Cung Mỹ Nhi, Đông Phương Khê, Khương Nguyệt Nhi. Một đám đồng đội, lấy được được thưởng ban bố chỉ thị. Đồng đội Nam Cung Điệp Vũ, thu hoạch được 300 ức ức điểm tổ đội điểm kinh nghiệm ban thưởng, trước mắt cảnh giới tu vi, cửu chuyển vương cấp hạ phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước, thăng cấp làm cửu chuyển vương cấp vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Đồng đội Nam Cung Mỹ Nhi, thu hoạch được 300 ức ức điểm tổ đội điểm kinh nghiệm ban thưởng, trước mắt cảnh giới tu vi, cử chuyển trung giai thượng phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước, thăng cấp làm cử chuyển sơ giai thánh phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Đồng đội ma giáo đại tiểu thư thu hoạch được 300 ức ức điểm tổ đội điểm kinh nghiệm ban thưởng, trước mắt cảnh giới tu vi, cử chuyển thánh giai thượng phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước, thăng cấp làm cử chuyển cao giai thánh phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Đồng đội Đông Phương Khê thu hoạch được 300 ức ức điểm tổ đội điểm kinh nghiệm ban thưởng. Trước mắt cảnh giới tu vi, cử chuyển vương cấp thượng phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước, thăng cấp làm cử chuyển thiên giai thánh phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Đồng đội Khương Nguyệt Nhi, thu hoạch được 300 ức ức điểm tổ đội điểm kinh nghiệm ban thưởng, trước mắt cảnh giới tu vi, cử chuyển cao giai hạ phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước, thăng cấp làm cử chuyển cao giai vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Đồng đội Lữ Tiểu U, thu hoạch được 300 ức ức điểm tổ đội điểm kinh nghiệm ban thưởng trước mắt cảnh giới tu vi, nhất chuyển sơ giai vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước, thăng cấp làm cửu chuyển vương cấp thánh phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Thánh phẩm bản nguyên đại thánh cảnh. Đằng sau là tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh, tiên phẩm bản nguyên đại thánh cảnh, siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh, sau đó bản nguyên thánh hiền cảnh. Tần Thiên thầm nghĩ, đợi hấp thu luyện hóa hai cái bản nguyên giao đan, ta và bản nguyên thánh hiền cảnh khoảng cách, tất nhiên là gần trong gan tất các loại bỗng nhiên nhớ tới cái gì tần thiên nhìn về phía dừng lại ở trên đầu vai màu sắc rực rỡ con bướm hỏi tiểu trúc chíp ngươi không phải nói muốn ta dẫn ngươi đi một chỗ sao đúng vậy a à. tiểu điệp linh tính hóa nhẹ gật đầu phía trước dẫn đường tần thiên thản nhiên nói ân tiểu điệp đập cánh không nhanh không chậm bay về phía nơi xa tần thiên kêu lên ma giáo đại tiểu thư tiểu nha đầu đông phương khê chúng nữ đuổi sát phía sau nửa đường bên trên tiểu nha đầu một dòng thu thủy giống như linh triệt không tì vết ánh mắt mang theo hồ nghi hiếu kỳ hỏi đại ca ca tiểu hồ điệp đây là muốn mang chúng ta đi chỗ nào nha ha ha ta nếu là biết ngươi không hỏi ta đều nói cho ngươi biết tần thiên nhún vai mặc kệ nó gặp nguy hiểm để nó ở phía trước đỉnh lấy ba ngày trôi qua tiểu điệp chẳng có mục đích bay lên rốt cục Tại một gốc bày biện ra nhàn nhạt thải quan đại thụ che trời trước, tiểu hồ điệp ngừng lại. Tần thiên bận rộn mở ra tứ giai thiên sinh nhãn, dùng đồng lực đem cái kia một gốc của một che trời, từ bên trong ra ngoài dò xét một lần, có thể không có nửa điểm mánh khóe, đây chính là một gốc tại so với bình thường còn bình thường hơn cổ một. Đến rồi, tiểu điệp truyền âm nói, các ngươi lui ra phía sau một chút, ta muốn mở ra cửa vào. Ách! Nhéo nhéo chóp mũi, tần thiên sang sang lui lại, ta ngược lại muốn nhìn một cái, ngươi vật nhỏ này, có thể làm ra manh mối gì đến. Phần phật phần phật, tiểu điệp hai cánh khép lại, mưu đủ sức lực, điều động, thiên biến vạn hóa điệp, huyết mạch năng lượng. Tần thiên nhìn ra được, tiểu gia hỏa này tại thai ngén huyễn thuật năng lượng. Đó là thuộc về cấp độ thần thoại bản nguyên thần thú, thiên biến vạn hóa điệp thiên phú thần thông. Vượt quá tưởng tượng, cấm kỵ đại khủng bố huyễn thuật, cổ này huyễn thuật năng lượng, có thể ảnh hưởng đến hiện thực, đem không có khả năng biến thành khả năng. Đem hiện thực biến thành huyễn thuật, tiếp theo mạt sát. Từ nơi sâu xa, giống như là có đồ vật gì, cùng tiểu điệp huyễn thuật năng lượng, làm ra liên hệ cộng minh. Vần quanh nhàn nhạt màu sắc quang mang đại thụ che trời, sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, chuyển hóa thành một đạo nhìn quanh sinh huy, ba quan nhộn nhạo thần bí cửa vào. Tần thiên hoảng sợ, trước đó, chính mình cũng dùng tứ giai thiên sinh nhãn, từ trong ra ngoài đã kiểm tra cây to này nửa chút đoan nghe cũng không phát hiện nhưng mà tiểu điệp muốn tìm cửa vào đúng là cây to này biến thành không đúng nên nói cái kia cửa vào ngụy trang thành một cây đại thụ ngụy trang không chê vào đâu được mang thiên quá hải lừa gạt bản thân tứ giai thiên sinh nhãn cũng lừa gạt đến tất cả mọi người hì hì tiểu điệp nhảy cẩn hoang hô trên nhảy dưới tránh tần thiên cùng ta vào đi ngươi đầu tiên chờ chút đã tần thiên gọi lại tiểu điệp nói ngươi cho ta nói thực ra cửa vào này về sau là cái gì không biết được tiểu điệp trả lời có thể ta biết có một thanh âm không ngừng kêu gọi ta chúng ta đi vào nhanh một chút a à. chẳng lẽ là cái khác thiên biến vạn hóa điệp lưu lại cơ duyên tần thiên suy đoán đạo nữ vương đại nhân ngươi tại sao không nói chuyện nha loại thời điểm này ngươi bảo trì bình thản thiên biến vạn hóa điệp, đồ vật quý hiếm, hiện nay bản nguyên đại thế giới, cố gắng chỉ có bên cạnh ngươi tiểu gia hỏa này một cái. Thần phi nữ vương, không nóng không lạnh tự thuật nói, lúc trước cây đại thụ kia, nhưng lại xác thực có mấy phần thiên biến vạn hóa điệp huyển thuật năng lượng ba động, ngươi liền cùng tiểu gia hỏa này đi vào tìm tòi hư thực, vận khí tốt, còn có thể kiếm một chén canh. Nghe thần phi nữ vương ngôn ngữ, tần thiên gật đầu, tốt, vậy liền tuân theo nữ vương phân phó của đại nhân xử lý. Hưu. Hưu. Chợt, thanh niên áo trắng, mấy nữ tử, cùng một cái màu sắc rực rỡ con bướm, chui vào phía trước nhìn quanh sinh huy, kiều diễm hoa mỹ cửa vào. Nước chảy bèo trôi, không giới hạn du đảng tại tựa như ảo mộng không gian thông đạo bên trong, lan bạc kỳ hồ nửa ngày, tần thiên cảm giác được thân thể, đột nhiên chìm xuống. Bành Long Loại này phản phất từ cao vạn trượng chỗ rơi xuống cảm giác, để cho người ta huyết nhục căng cứng, xương cốt kẹt kẹt rung động đợi đến hai cước chạm đất, cũng không có tan xương nát thịt, cũng không phải là bởi vì tầng thiên huyết nhục chi khu cỡ nào không gì phá nổi, mà là mặt đất dưới chân, mây mù ánh bình minh, tầng tầng lớp lớp, giống như là một đoàn bông, bản thân từ cao hơn nửa địa phương rơi vào một mảnh trên bông, cái kia cũng sẽ không có gây thương tích tổn hại. Vần quanh bốn phương tám hướng, mênh mông. Hồng hộc bao lấy tại vô biên cả vùng đất màu sắc rực rỡ mây mù, cấp tốc ngưng kết hội tụ, một cái che khuất bầu trời, hai cánh lộng lẫy, ngũ quan thập sắc, mỹ luân mỹ hoáng to lớn con bướm thần thú, như ẩn như hiện, chiếu rọi trên bầu trời, quan sát vạn vật sinh linh. Sự tồn tại của nó, siêu việt lục đạo luân hồi, hồng hoang vạn cổ. Tử vong tại trước mặt của nó, cũng là hư huyễn, có thể tùy ý bị nó chà đạp, vỡ nát. Thiên biến vạn hóa điệp. Tần thiên kinh hải, tiểu điệp nói hắn bị một thanh âm triệu hoáng, thật sự chính là một đầu thiên biến vạn hóa điệp A. Trăng rắc Che đậy thiên che mặt trời, Mỹ Luân Mỹ hoán màu sắc rực rỡ con bướm, chi năm sẽ bảy rơi. Thay vào đó, là một người mặc màu sắc rực rỡ trường bào, ngọc thụ lâm phong, đầu đội ngọc quang, ôm văn nhĩ nhã thanh niên nam tử. Trong cơ thể của hắn không có bao nhiêu vĩ ngạn chi khí phát ra, lại cho người ta một loại thống ngự chư thiên, duy ngã độc tôn cường đại. Cái này là ảo giác sao? hay là thật làm cho người khó mà nắm lấy khó bề phân biệt ha ha đợi lâu như vậy xem như đến rồi một cái nhất mạch đồng nguyên tiểu gia hỏa nha thanh niên nam tử mỉm cười nói ta cũng là một đầu thiên biến vạn hóa điệp tiểu điệp còn sẽ không mở miệng nói tiếng người chỉ có thể dùng ý niệm cùng đối phương giao lưu nói ta là tiểu điệp ngươi đem ta hô qua tới làm cái gì nha ai tiểu gia hỏa chúng ta thiên biến vạn hóa điệp nhất tộc từ xưa đến nay gặp thiên địa đố kỵ rất lâu trước đó dĩ nhiên tuyệt tích nam tử bi thương nói chờ ngươi tiến vào thành niên kỳ có cái thanh kia chỗ có tồn tại lực lượng đều biến thành hư vô bọc nước thành thục kỳ huyễn thuật năng lượng sợ là cũng sẽ bị trong minh minh thiên đạo dòng nó ta đem ngươi hô tới nơi này thứ nhất là đem truyền thừa cho ngươi thứ hai là lời khuyên ngươi một câu huyễn thuật chi pháp có thể ít dùng liền thiếu đi dùng nhất là ngươi đến thành niên kỳ về sau, đó là ảnh hưởng thiên đạo trực tự, không phù hợp lẽ thường lực lượng, tuy là ta thiên biến vạn hóa điệp nhất tộc kiêu ngạo. Nhưng cũng cho ta tộc gọi đến tai họa ngập đầu. A, à, mẫu thân của ta cũng nói như vậy qua. Tiểu điệp non nớt trả lời. Bọn họ đều là nhân loại, ngươi vì sao mang lấy bọn hắn đi tới nơi này? Thiên biến vạn hóa điệp nam tự ánh mắt không lưu dấu vết, rơi vào tầng thiên trên người. Đừng quản cái này truyền thừa của ngươi chi lực đây nhanh lên giao cho ta a à. tiểu điệp không kiên nhẫn thúc giục nói ha 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 hay là cái đơn thuần vô tri hài tử a à. thiên biến vạn hóa điệp nam tử ngửa mặt cười to ở nơi này sâu trong lòng đất chôn giấu hài cốt của ta chỉ có thiên biến vạn hóa điệp nhất tộc huyết mạch mới có thể tới gần chống cự cổ huyễn thuật lực lượng cũng đem cái này thi cốt hấp thu luyện hóa ngươi đi đi chờ ngươi đem hài cốt của ta luyện hóa hết mình cũng có thể thoát thai hoán cốt, thực lực tăng nhiều." Tần Thiên. Tiểu Điệp xoay người, "Ta muốn đi cầm cơ duyên truyền thừa, ngươi ở lại đây chờ ta." Truyền thừa. Là cái kia Thiên biến vạn hóa Điệp Nam tử truyền thừa, Tần Thiên mừng rỡ, "Tốt. Đi thôi, tất cả cẩn thận." Tiểu Điệp có thể được đồng tộc cường giả để lại cơ duyên, bản thân cao hứng dùng cho hắn, đây là xuất phát từ nội tâm. "Sư, lắc mình biến hóa." thành một đường thải hồng quang mang, tiểu điệp chui vào lòng đất, biến mất không còn tâm tích. Thiên biến vạn hóa điệp nam tử, tại tiểu điệp chui xuống lòng đất về sau, cũng là theo gió tán đi. Buồn bực ngán ngẩm khổ sở chờ đợi, khó mà làm được. Tần Thiên lấy ra hai cái bản nguyên thần thú giao đan, nói, đến, chúng ta một đường luyện hóa. Ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, ma giáo đại tiểu thư, đông phương khê, nam cung điệp vũ, nam cung mị nhi, lữ tiểu u chư nữ cùng Tần Thiên bắt đầu rồi luyện hóa hai cái bản nguyên thần thú giao đan quá trình. Bản nguyên giao đan năng lượng, dị thường lăng lệ bạo ngược, tiêu hóa đứng lên, cực kỳ không dễ dàng. Tần Thiên hao phí 4 ngày rưỡi thời gian, mới đem cái này cổ cùng bạo năng lượng trấn áp xuống. Luyện hóa hai cái bản nguyên giao đan một bộ phận năng lượng, là là dùng hơn một tháng. Ken Ken Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ, Thành công luyện hóa bản nguyên thần thú giao đang năng lượng. Chúc mừng ký chủ thăng cấp nhất chuyển sơ giai tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh một bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp nhất chuyển sơ giai tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp cửu chuyển sơ giai tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp cửu chuyển trung giai tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp cử chuyển cao giai tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp cử chuyển thiên giai tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp cử chuyển thánh giai tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp cử chuyển vương cấp tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp cử chuyển sơ giai tiên phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước nhắc nhở ký chủ đồng đội ma giáo đại tiểu thư thành công luyện hóa một phần bản nguyên giao đang năng lượng trước mắt cảnh giới tu vi cử chuyển cao giai thánh phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước thăng cấp làm cử chuyển thiên giai tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước nhắc nhở ký chủ đồng đội nam, đồng đội nam cung Mị nhi thành công luyện hóa một phần bản nguyên giao đang năng lượng trước mắt cảnh giới tu vi cử chuyển sơ giai thánh phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước thăng cấp làm cử chuyển sơ giai tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước nhắc nhở ký chủ đồng đội nam cung điệp vũ thành công luyện hóa một phần bản nguyên giao đang năng lượng trước mắt cảnh giới tu vi cử chuyển vương cấp vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước thăng cấp làm nhất chuyển sơ giai tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước nhắc nhở ký chủ đồng đội khương nguyệt nhi thành công luyện hóa một phần bản nguyên giao đang năng lượng trước mắt cảnh giới tu vi cử chuyển cao giai vương phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước thăng cấp làm cử chuyển thánh giai thánh phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước nhắc nhở ký chủ đồng đội Đông Phương Khê, thành công luyện hóa một phần bản nguyên giao đang năng lượng, trước mắt cảnh giới tu vi, cử chuyển thiên giai thánh phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước, thăng cấp làm cử chuyển thánh giai tuyệt phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Nhắc nhở ký chủ đồng đội Lữ Tiểu U, thành công luyện hóa một phần bản nguyên giao đang năng lượng, trước mắt cảnh giới tu vi, cử chuyển vương giả thánh phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước, thăng cấp làm cử chuyển sơ giai tiên phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Đế bản đại chiến khâu thứ nhất, nửa năm kỳ hạn, trước trước sau sau, đi qua một phần ba thời gian. Thần bí khó lường, trọng lớn tráng lệ không gian đại địa bên trên, ngồi xếp bằng bên trong thanh niên, mở mắt ra, chậm chậm đứng dậy. Trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, đó là cảnh giới sau khi đột phá, thể nội tống ra tạp chất, nhưng phàm là tu luyện giả, tu vi võ đạo tăng lên đồng thời, linh hồn lực, ý chí lực, tinh thần lực. Bao quát nhục thân, đều đang không ngừng thuế biến, thăng hoa, gột rửa. Nhưng mặc kệ ngươi đem nhục thân trui luyện cỡ nào hoàng mỹ sáng long lanh, chỉ cần ngươi còn sinh tồn ở nơi này cuồn cuộn hồng trần, phân phân nhiễu nhiễu bên trong, thể nội liền sẽ liên tục không ngừng thêm ra tạp chất ô uế, nghĩ muốn làm vạn thế bất hủ, thân không một tia duyên hoa, trừ phi là chí cao chí thánh. Siêu Việt Thiên Địa Tạo Hóa Bản Nguyên Thần Linh Cử chuyển sơ giai tiên phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước, khoảng cách bản nguyên đại thánh cảnh là trong tầm tay hai tay chống thiên duỗi lưng một cái tần thiên đem ánh mắt nhìn về phía dưới chân tiểu điệp đây đi cái này dưới lòng đất cầm lấy cơ duyên truyền thừa có thể đều đã qua một tháng tin tức hoàn toàn không có để cho người ta lo lắng a à. ở chung được thời gian dài như vậy tần thiên không ngừng đem tiểu điệp xem như tay chân càng là coi nó là thành một người bằng hữu của mình thân nhân làm sao ngươi là đang lo lắng cái kia con bướm sao dung nhan vũ mị lưu ly Gián người thước tha mê người nam cung mị nhi Không biết khi nào thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện Nhìn chăm chú lên thần du thiên ngoại Nhìn chầm chầm dưới chân thanh niên Hỏi Ân Tần thiên xoay người Ma giáo đại tiểu thư Đông phương khê Lữ tiểu u Nam cung điệp vũ hương Nguyệt Nhi Một em gái nuôi Lần lượt tu luyện hoàn tất Còn là đông phương khê uyển chuyển hàm xúc hào phóng Am hiểu lòng người Mở miệng nói Người muốn là lo lắng tiểu điệp tội gì mà không đi xuống xem một chút. Các ngươi đây. Tần Thiên chê cười. Cái này không dùng đại ca ca quan tâm, ta tiểu vu nguyệt hội bảo vệ tốt các nàng. Tiểu nha đầu vỗ bộ ngực, lời thề son sắc nói ra. Ách. Nam Cung Điệp Vũ, Lữ Tiểu U, Khương Nguyệt Nhi. Chư nữ, ông bụng cười thanh khách cười không ngừng. Đều cười cái gì? Tiểu nha đầu bấm eo, tiếng nói thanh thúy êm tai, quát, chẳng lẽ ta tiểu vu nguyệt không bảo vệ được các ngươi sao trên đời này liền tính ta và đại ca ca là lợi hại nhất ân ân tiểu nha đầu càng ngày càng bành trướng không đúng đúng càng ngày càng có tự tin tần thiên nhịn không được tiến lên vương tay hung hăng nhéo nhéo tiểu nha đầu béo mập khuôn mặt vậy ngươi liền làm tốt hộ hoa sứ giả a ta tại thời gian bên trong cam đoan các nàng tất cả mọi người an toàn nếu là không hoàn thành nhiệm vụ chờ ta trở lại lột da của ngươi ra. A, à, tiểu nha đầu kinh hô, cái kia, cái kia ta không nhận nhiệm vụ này, đại ca ca còn muốn đào ta da, quá xấu rồi. Ha ha, ngươi không phải năng lực sao? Còn có ngươi không hoàn thành nhiệm vụ. Tần Thiên ngửa mặt cười to, lại nói, đây là cái kia thiên biến vạn hóa điệp nam tử mở ra huyễn thuật không gian, ta cho rằng sẽ không có người xông tới. Nhàn thoại nói ít, ta đi một lát sẽ trở lại các ngươi không nên chạy loạn miễn về được ta tìm không thấy các ngươi nói xong thanh niên lắc mình biến hóa thành một sợi thúy khói chui vào phía dưới mặt đất không tưởng tượng được nhiệt độ phía dưới mặt đất ấm áp không có kiên cố không phá vỡ nổi nham thạch mà là vô biên vô tận nồng đậm sương mù rực rỡ đưa thân vào cái này rộng lớn tráng lệ như thật như ảo màu sắc rực rỡ sương mù trong hải dương tần thiên có chút đầu óc phình to tâm thần hoảng hốt cảm giác tiểu điệp ngươi ở đâu cắn cắn đầu lưỡi tỉnh táo thêm một chút tần thiên mở miệng la lên chốc lát đi qua không có nửa điểm đáp lại tần thiên tâm lý quả thực bất an đang muốn hướng phía trước bên cạnh bay đi bả vai lại bị người vỗ một cái ai trong hốc mắt tứ giai thiên sinh nhãn động lực trục trịch vẫn sức chờ phát động tần thiên lập tức xoay người sang chỗ khác tiểu nha đầu tại sao là ngươi ta không phải nhường ngươi ở bên ngoài đợi chiếu nhìn các nàng sao vỗ một cái thanh niên bả vai chẳng phải là hai gò má yêu mị vô tiền khoáng hậu biên đảo chúng sinh tiểu nha đầu nha chỉ toàn như lưu ly chiếu sáng rạng rỡ phấn hồng tóc dài lan tràn đến một tay có thể nắm eo thon ở giữa da thịt trơn bóng sạch không tì vết vô cùng mịn màng khuôn mặt như vẽ con ngươi như nước khiêu động trong trẻo sắc thái câu hồn đoạt phách để cho người thần hồn điên đảo bình thường nam tử, nhìn thấy tiểu nha đầu tướng mạo phong thái, nhất định là muốn mất hồn mất vía, như si như say. Hì hì. Mặt đối với thanh niên thét hỏi, tiểu nha đầu nét mặt tươi cười sáng lạng. Ai? Ta thực sự là không làm gì được ngươi. Vỗ vỗ cái trán tần thiên nắm lên tiểu nha đầu bàn tay như ngọc trắng, vậy chúng ta cùng một chỗ tìm tiểu điệp tốt rồi. Đại ca ca. Đến. Tiểu nha đầu dắt lấy thanh niên, hướng đi một cái phương hướng làm gì a à? tần thiên nghi hoặc chẳng lẽ người phát hiện tiểu điệp vị trí đúng vậy a à? tiểu nha đầu ngạo kiều dơ lên môi đỏ đây chính là lợi hại tần thiên thầm nghĩ tiểu nha đầu bản sự xưa nay cổ quái ly kỳ khó bề phân biệt có thể bắt được tiểu điệp vị trí cũng là hợp tình lý chẳng có mục đích đi thôi nữa canh giờ mọi thứ đều rất bình thường có thể tầng thiên sâu trong linh hồn, một chút bất an, càng ngày càng mãnh liệt. Loại kia bất an, nói không rõ không nói rõ. Tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không dẫn lộn đường? Ta thế nào cảm giác, có chút. Không thích hợp nha. Đại ca ca, ngươi còn chưa tin ta tiểu vô nguyệt sao? Tiểu nha đầu giận dữ. Không không, ta nhất định là tin tưởng ngươi, có thể tầng thiên lông mày dựng thẳng lên, không đúng hay không, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề cái tiểu nha đầu này phim là giả thần phi nữ vương tiếng nói nếu như một đoạn hồng chung đại lữ gõ tần thiên linh hồn tâm thần rung lên tần thiên con ngươi thu nhỏ dắt cùng với chính mình thủ đi về phía trước tiểu nha đầu đã biến mất không còn tâm tích bày ở phía trước là một mảnh màu sắc rực rỡ hỏa diễm nhìn như lộng lẫy kỳ thực có đốt cháy cửu thiên vạn vật uy lực chỉ cần mình càng đi về phía trước trước một trăm hai trăm bước tất nhiên sẽ ngã vào cái này màu sắc rực rỡ hỏa diễm, biến thành tro bụi, vẫn lạc bỏ mình. T. Đáng sợ. Nuốt nước bọt, tần thiên đánh giá lộng lẫy rực rỡ màu sắc rực rỡ hỏa diễm, cái này cùng tiểu điệp phun ra điệp viêm, rất giống nhau. Nhưng mà uy lực, so tiểu điệp phun ra điệp viêm, cường hãn cấm kỵ quá nhiều. Chớ nói chi ta cái này bản nguyên đại thánh cảnh tu vi, cho dù là bản nguyên thánh hiền, bản nguyên đại hiền cảnh cường giả tiêm nhiễm đến ngọn lửa này, đều sẽ chết không có chỗ chôn nếu là ta đoán không lầm đây là cái kia cho tiểu điệp cơ duyên truyền thừa thiên biến vạn hóa điệp nam tử lưu ở nơi đây một hơi thải sắc điệp viêm nữ vương đại nhân cám ơn ngươi a à, không phải là ngươi ta đã tiết kiệm chút khí lực đi thần phi nữ vương căn bản không tiếp thụ tần thiên cảm kích còn châm chọc nói một chút phòng bị ý thức đều không có để cho một đường huyễn thuật năng lượng buộc vòng quanh giả tượng nắm mũi dẫn đi ngươi không phải lợi hại sao? Không phải còn muốn chiếm lấy đế bản đại chiến hạng nhất sao? Sao không hô to? Ta! Tần thiên không biết nói gì. Thần bí cổ quái phía dưới mặt đất. Bốn phương tám hướng, giống nhau che phủ cuốn sạch lấy màu sắc rực rỡ sương mù. Một bộ áo trắng, ôm nhã gầy gò thanh niên, sắc mặt kiềm chế, biệt khuất, nữ vương đại nhân. Ta là không cẩn thận mới bị dụ kỵ. Nếu là cái kia huyễn thuật giả tượng, là bất kỳ người nào ta đều có thể đem nàng khám phá cần phải là tiểu nha đầu lời nói ngươi không phải không biết tiểu nha đầu bản thân liền rõ ràng ra cổ quái ngay cả ta đều nhìn không thấu bởi vậy trước đó đạo kia hư huyễn giả tượng ta mới là chậm chạp không có xem thấu hắn ha ha cái khác giải thích ngươi đây là tại che giấu sự bất lực của ngươi thôi thần phi nữ vương thật vất vả bắt được một cái cơ hội làm sao có thể dễ dàng tha thứ tiểu tử này đây chính là muốn rèn sắt khi còn nóng, nơi đây, chôn giấu một bộ thành niên kỳ thiên biến vạn hóa điệp thi cốt, con thú nhỏ kia. Giờ phút này đang tại luyện hóa thiên biến vạn hóa điệp thi cốt, ngươi nha. Cũng có một trận tạo hóa, có dám hay không cầm, liền nhìn chính ngươi. Ta. Ngươi đừng nói cho ta, cái kia tạo hóa chính là phía trước thải sắc điệp viêm. Tần thiên thần sắc ảm đạm. Ha ha ha. Tiểu tử thúi, sợ hãi rồi. Sợ, cũng nhanh chút lui ra ngoài, không muốn ở nơi này chơi đùa lung tung, hại bản thân còn phải phân tâm trong non lấy ngươi. Thần phi nữ vương, tự hồ tại trong bóng tối phình bụng cười to. Tần thiên cảm thấy mình có thể gặp được đối phương đang tại khinh bỉ quan sát bản thân, cái này là mình tuyệt không thể chịu đựng, ngươi. Nữ nhân đáng chết. Lên núi đao xuống biển lửa ta đều không sợ. Nói đi, muốn ta làm sao bây giờ? Thiên biến vạn hóa điệp đây bẩm sinh thiên phú, kinh khủng nhất là cái kia huyễn thuật năng lượng. Thứ nhì là phun ra tơ tầm, thành niên kỳ thiên biến vạn hóa điệp, một hơi tơ tầm, có thể vây chết một mảng lớn bản nguyên thần linh. Cuối cùng chính là thiên biến vạn hóa điệp cái kia đốt cháy tất cả điệp viêm. Thần phi nữ vương, chậm rãi tự thuật nói, người phía trước một mảnh kia thải sắc điệp viêm, là đầu kia thành niên kỳ thiên biến vạn hóa điệp vẫn lạc về sau, lưu lại một đoàn bản nguyên điệp hỏa, bởi vậy vô luận bao lâu trôi qua, cũng sẽ không dập tắt. Các loại tiểu trúc chip luyện hóa thành niên kỳ thiên biến vạn hóa điệp thi cốt, nên liền tới hấp thu cái này bản nguyên điệp hỏa. Ngạch, cái kia cái này há chẳng phải là nói, cái này đoàn bản nguyên điệp hỏa, là thuộc về tiểu điệp cơ duyên, ta lấy đi. Không tốt lắm đâu. Tần thiên lúng túng nói. Nghe ta nói hết lời, đừng đánh đoạn ta. Thần phi nữ vương, tiếng nói lạnh lùng, cái này đoàn bản nguyên điệp hỏa, đối với tiểu trúc chíp ít lợi, không lớn không nhỏ, có cũng được mà không có cũng không sao. Đối với ngươi, lại là một trận thoát thai hoáng cốt, lại khó gặp được cơ duyên. Nắm chặt là vận may lớn. Đem cầm không được, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Có ý gì, nữ vương đại nhân nói rõ chút. Tần thiên có phần không chờ mong, đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Ngươi dùng huyết nhục chi khu, chui vào bản nguyên điệp hỏa. Thần phi nữ vương ngữ khí, tản mắt ra một chút nhìn có chút hả hê vận vị nếu như ý chí của ngươi đủ kiên cường liền có thể bị cái kia bản nguyên điệp hỏa chùa y luyện huyết nhục tu vi nếu là không kiên trì nổi hắc hắc một chút cặn bã cũng sẽ không còn lại đến lúc kia bản thần hội nhặt xác cho ngươi ngươi liền không thể trông mong ta điểm được không tốt xấu ta cũng là nam nhân của ngươi tần thiên tức giận thốt ra phi thần phi nữ vương giận tím mặt Ta hận không giết được ngươi, còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Thử xem. Ha ha. Để cho ta nói trúng, thẹn quá thành giận. Tần Thiên cười yếu ớt. Ngươi là tại nói sang chuyện khác a. À. Thần phi nữ vương, lời nói xoay chuyển, đồ hèn nhát. Ta không phải đồ hèn nhát. Tần Thiên cắn răng, không phải liền là dùng bản nguyên điệp hỏa, ngâm luyện huyết nhục thể phách sao? Nữ vương đại nhân, ngươi nhìn kỹ trên đời này, còn không có ta không hoàn thành được hành động vĩ đại, nếu là nửa đường ta trích một tiếng, vậy thì không phải là đỉnh thiên lập địa đại trượng phu. Được, vậy ngươi liền đi, không muốn chỉ nói mà không làm. Thần phi nữ vương không kiên nhẫn thúc giục nói. Cộc cộc. Một bước một cái dấu chân, tần thiên đi tới bản nguyên điệp viêm trước. Sôi trào nóng trực bản nguyên điệp viêm, chiếu rọi ra màu sắc rực rỡ quang hoa, để cho thanh niên thon dài dáng người, có mấy phần vặn vẹo hư huyễn vị đạo. Thành là hóa kén thành bướm, thoát thai hoán cốt. Bại. Ha ha, ta làm sao có thể bại đâu. Tự dễu lắc đầu, tần thiên dứt khoát kiên quyết, đâm đầu thẳng vào bản nguyên điệp viêm. Cái này thành niên kỳ thiên biến vạn hóa điệp, lưu lại bản nguyên điệp viêm chi uy, xem như triệt triệt để để vung phát ra. Bất quá là nửa cái lập tức, tần thiên cũng cảm giác được bản thân sắp biến thành một đống tro tàn mảnh liệt bên mông tử vong cảm giác nguy cơ chiếm cứ linh hồn mỗi một tất nơi hẻo lánh ở loại tình huống này dưới lại là ý chí hung hãn người đều sẽ liều lĩnh chạy trối chết thoát ra bản nguyên điệp viêm a có thể tầng thiên nhưng không có hai cước mọc rễ thẳng nhiên bất động đôi mắt một mảnh kiên định thâm thúy quên đi tử vong quên đi tất cả xì 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 đủ mọi màu sắc lộng lẫy lóe lên bản nguyên điệp viêm lan tràn đến thanh niên toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt tứ chi bách hài ngũ tạng lục phủ tam hồn thất phách để cho cái này có thể đem sơn xuyên đại hà đều đốt cháy là bọc nước bản nguyên điệp viêm bao trùm dung luyện lấy ngẫm lại xem mùi vị đó có thể dễ chịu sao quả thực là làm cho người giận sôi sợ vỡ mật a a a cuối cùng trộn lẫn thêm đau thấu tim gan hò hét lớn tiếng gào sinh ra xông ra cái ót bò đầy gân xanh tần thiên không biết mệt mỏi kêu yết hầu khàn khàn không tiền đồ ngươi không phải nói nếu là tuyết một tiếng cũng không phải là đỉnh thiên lập địa nam tử hán đại trượng phu sao thần phi nữ vương cười nhạo nói này cũng hô bao nhiêu tiếng Hắc, cười lên giữ tận lay động tần thiên trả lời ngươi không có la ý gì thần phi nữ vương ngẩn người bản thần làm sao sẽ sợ cái này bản nguyên điệp viêm ngươi biết ta không phải ý tứ này tần thiên cười tà ác chúng ta đùng 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 thời điểm ngươi hô có thể lợi hại hơn nhiều so với ta còn bắt người cắn người a à, thần phi nữ vương sụp đổ thét lên ta ta làm thịt ngươi không cần cái này bản nguyên điệp viêm đem ngươi đốt thành cho bụi bản thần muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh liền biết làm ta sợ ngươi phân cái thời điểm được không nếu là ngươi không một cái sức lực trào phúng ta ta có thể phản bác ngươi sao tần thiên thanh âm từng đợt từng đợt đây cũng là bản nguyên điệp viên mang tới giày vào quá mức phụ xương nhập tủy được nữ vương đại nhân ngươi yên tĩnh một hồi đi ta nếu là lại chia tâm cùng ngươi nói chuyện mà nói nếu thật là có chuyện bất trắc ngươi chỉ có thể tuổi già cô đơn cả đời một người thủ tiết thời gian kia suy nghĩ một chút đều đáng sợ cũng không người bồi ngươi ba 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 trong thần điện một đầu mái tóc dài vàng ống, đoan trang ung dung, chí cao chí thánh, mỹ lệ vô song thần phi nữ vương, bờ môi trắng bệt, tay chân rung động, chọc tức sắp nổ tung, ta. Ta tuyệt sẽ không nhẹ cuốn ngươi. Tiểu tử thúi, ngươi chờ ta. Một canh giờ, dài dằn dặt hơn nửa thống khổ, có thể cuối cùng là đi qua. Chống nổi đầu này một canh giờ, Tần Thiên cũng là đúng bản nguyên điệp viêm mang tới rèn luyện khổ sở, quen thuộc thích ứng không ít. Xì xì xì. Ba ba ba. Lộng lẫy hừng hực, tự như ảo mộng bản nguyên điệp viêm, xuyên qua thể phách nhục thân, tam hồn thất phách. Như vậy quá trình, tự nhiên là khổ không thể tả, nhưng cũng là hiệu quả phi phàm, đúng như thần phi nữ vương nói tới một dạng, để cho tầng thiên nhục thân hay là tu vi, đều đã trải qua một trận không thể miêu tả to lớn rèn luyện, tái tạo. Hai canh giờ, ba canh giờ, mười canh giờ. Ken. Ken. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ, thành công lợi dụng bản nguyên điệp viêm ngâm luyện huyết nhục tu vi. Chúc mừng ký chủ thăng cấp làm nhất chuyển trung giai tiên phẩm bản nguyên đại thánh cảnh một bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm nhất chuyển trung giai tiên phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cửu chuyển trung giai tiên phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cử chuyển cao giai tiên phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cử chuyển thiên giai tiên phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cử chuyển thánh giai tiên phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cử chuyển vương giai tiên phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp làm cử chuyển sơ giai siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước. Chúc mừng ký chủ Thăng cấp làm cửu chuyển trung gia siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước Chúc mừng ký chủ Thăng cấp làm cửu chuyển cao gia siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước Nhanh nhẹn nha Hài lòng đi ra bản nguyên điệp viêm Tần thiên hoạt động hạ thân xương Thật là huyết khí như nước thủy triều Gân cốt huyết dài Linh hồn nhảy cẩn Cho dù là một tôn hạ phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh thiên kiêu phía trước Mình cũng có thể một quyền đánh bể hắn đây chính là lực lượng tính tuyệt đối lực lượng cộc cộc bỗng nhiên tiếng bước chân đánh tới tầng thiên biến sắc tầng tầng màu sắc rực rỡ mây mù bị đẩy ra đi ra đây là một cái cô gái xa lạ nữ tử mặc một bộ mỏng như cánh ve như ẩn như hiện màu sắc rực rỡ ngây thường tư thái linh lung tinh tế thon thả thước tha da thịt tuyết nộn đôi mắt đúng là màu sắc rực rỡ Ống ánh trong suốt, lấp lóe thần quang, nhìn lên một cái, liền có thể đem vạn vật sinh linh kéo vào hoàn toàn hư ảo không gian, vĩnh viễn không cách nào chạy ra. Về phần dung mạo, gánh vác được như hoa như ngọc, trầm ngư lạc nhạc, khuynh quốc khuynh thành, so với đông phương khê cùng ma giáo đại tiểu thư còn muốn động người mấy phần, sắp cùng tiểu nha đầu sánh vai cùng. Từ giữa hai lông mày non nớt khí tức, lại thêm cô bé bề ngoài, liền cùng một cái 14-15 tuổi, tuổi dậy thì tiểu cô nương không sai biệt lắm a à. không thể tưởng tượng nổi ngạc nhiên đánh giá thanh niên áo trắng thần bí nữ hài kinh hô ngươi làm sao ở nơi này a à? ha ha ngươi nói ta làm sao ở nơi này còn dám tới lừa phỉnh ta nhắm chúng ta bị nữ vương đại nhân hung hăng trào phúng tần thiên nghiến răng nghiến lợi một quyền đánh ra lôi quan vạn trượng hủy địa diệt thiên Ai nha ngươi vì sao người đánh người a à? nữ hài nhận một quyền này công kích bay ngược ra xa mười mấy mét nhỏ yếu linh lung thân thể lại là lông tóc không thương ha 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 tiểu tử ngốc đây cũng không phải là giả tượng thần phi nữ vương tiến đùa cợt bay tới đậu đen rau muống cái kia ta không phải lại bêu xấu sao tần thiên khóc không ra nước mắt nhìn xem lại lẫm cô gái xinh đẹp thật lâu về sau suy đoán đạo ngươi là tiểu điệp ân ân là ta a à. tiểu điệp gật đầu ngươi tại sao phải đánh ta cái này nha nói rất dài dòng còn là không đề cập nữa tần thiên chê cười ngươi có thể hóa thành hình người thực sự là chúc mừng ngươi cái này bộ dáng nhân loại vẫn là rất đẹp mắt thật vậy chăng tiểu điệp mừng rỡ nét mặt vui cười mẫu thân của ta càng đẹp mắt đợi khi tìm được mụ mụ ngươi nhất định sẽ giật mình ngươi chiếm được cơ duyên về sau giờ phút này có thể cùng cái gì cấp bậc cường giả sánh ngang. Tần Thiên quan tâm hơn còn là điểm này. Không rõ lắm ai. Tiểu điệp đơn thuần ngây thơ lắc đầu. Cái kia chỉ có thể tự đến xác định. Tần Thiên ngưng tụ tứ giai thiên sinh nhãn động lực, tùy ý làm bậy, tạo động tại tiểu điệp trên thân thể mềm mại. Cổ quái. Tiểu điệp tu vi lực lượng, để cho một tầng huyễn thuật năng lượng bao lấy, không thể nào khảo nghiệm, bản thân động lực càng là dò xét, của huyễn thuật năng lượng càng là hung hãn chân thực mặc kệ nó có rất nhiều cơ hội dùng thực chiến để chứng minh tiểu điệp lực lượng làm gì cấp bách ở hiện tại chờ chút a à, tiểu điệp lanh lợi đi tới một mảng lớn bản nguyên điệp viêm trước miệng anh đào nhỏ mở ra lúc này cái kia thành niên kỳ thiên biến vạn hóa điệp lưu lại bản nguyên điệp viêm đủ số đến tiểu điệp trong bụng một chút cũng không thừa khủng bố ta cũng chỉ dám dùng bản nguyên điệp viêm Tràn luyện ma luyện huyết nhục tu vi, nàng trực tiếp đem cái này bản nguyên điệp viêm nuốt. Khí hư một tiếng, Tần Thiên nói, chúng ta ra ngoài đi, nơi đây không có thể lưu luyến đồ vật a. À. Một lát sau, hồi ra đến bên ngoài. Tiểu nha đầu, Đông Phương Khê, Khương Nguyệt Nhi, ma giáo đại tiểu thư, Nam cung Điệp Vũ chúng nữ, nhao nhao đứng dậy. Đại ca ca, ngươi rốt cục đi ra, ta đều thủ vững cương vị, bảo hộ các nàng một ngày. Tiểu nha đầu cười nói, tranh công mời thưởng. Xin lỗi, ta không có tưởng thưởng có thể cho ngươi. Tần Thiên nhún vai, chỉ hướng tiểu điệp nói, nàng, các ngươi có người nhận được sao? Ân. Ừ. Đánh giá chưa từng thấy qua lại lẫm thiếu nữ, ma giáo đại tiểu thư, Khương Nguyệt Nhi một chúng nữ tử, lần lượt lắc đầu. Chỉ có tiểu nha đầu, ánh mắt dảo hoạt linh động, đạo, đây không phải là cái kia tiểu hồ điệp à, không gạt được ta tiểu Vu Nguyệt con mắt. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia biết rõ liền biết chứ, làm gì nói ra, ta còn muốn giữ lại điểm thần bí mật tính đâu. Tần Thiên không biết nên khóc hay cười, đúng, nó chính là tiểu điệp. Cái này sao có thể? Mà giáo đại tiểu thư hỏi ngược lại, một con bướm, cũng có thể hóa thành hình người sao? Ngốc nữ tử, Tần Thiên nói, tiểu điệp hung uy, các ngươi đều là gặp qua, nó thế nhưng là siêu cấp bản nguyên thần thú, biến thành nhân loại hình thái, bất quá là chuyện sớm hay muộn, lần này đến một trận cơ duyên tạo hóa, vừa vặn để cho hắn có lục xác thành hình người năng lực. Thật là dễ nhìn. Lữ tiểu u, ước ao ghen tị nói, nó biến thành nhân loại bộ dáng, so với ta cũng đẹp, cái này quá không công bằng, vẫn là để nàng biến thành con bướm dáng vẻ tốt rồi. Khụ khụ, không nên hồ nháo. Tần thiên trừng mắt liếc lữ tiểu u, nhìn tiếp hướng tiểu điệp, hỏi, ngươi là định dùng nhân loại hình thái đi theo thân ta bên cạnh, còn là biến thành hình con bướm thái tự quyết định đi, ta sẽ không bắt buộc ngươi thế nào. Ào ào ào. Thải sắc điệp viêm, nhẹ nhàng bay múa. Một cái ở vào khoảng giữa thật ảo ở giữa, mỹ lệ yêu kiều tiểu hồ điệp, rơi vào thanh niên đầu vai. Mặc dù nhỏ bé, tuy nhiên lại như vậy chói mắt lóa mắt. Xem ra, tiểu điệp là dự định duy trì bản thể, đi theo tầng thiên bên người, dạng này cũng tốt, có thể giảm ít một chút lực chú ý, để cho tiểu điệp xuất thủ thời điểm, cũng có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngoại giới, đế bản đại chiến không gian, giống nhau hướng cũ ầm ầm sóng dậy, thê lương vô ngần. Cái kia một đường kiều diễm mỹ lệ cửa vào, lân quan dập dần, mấy bóng người, lục tiếp theo đi ra. Bầu trời, một mảnh âm u. Cái kia tầng tầng lớp lớp mây đen, biến ảo khó lường, giữ tận sợ hãi. Ba quan nhộn nhạo không gian thông đạo bên trong, thanh niên áo trắng, số một cái mỹ lệ nữ tử, trước sau đi ra, lúc này đưa tới đại lượng ánh mắt. A, à, Tần Thiên bản thân cũng là cực kỳ giật mình, làm sao tụ tập nhiều người như vậy? Kỳ thật tại hơn một tháng trước, cái này liên thông cái kia thành niên kỳ thiên biến vạn hóa điệp cơ duyên truyền thừa không gian cửa vào nổi lên mặt nước, Tần Thiên mang theo chúng nữ trở ra, chính là liên liên tục tục có thiên tài hạng người đến ở đây, có thể dùng hết biện pháp tại chỗ thiên tài vô luận là dạng gì tu vi cảnh giới đều khó mà tiến vào cái kia một đường kết nối không biết không gian thông đạo nhưng là bọn họ lại tặc tâm bất tử cảm thấy lối đi này sau tất có đại cơ duyên kết quả là ngay ở chỗ này bồi hồi không đi một tới hai đi rất lâu trước đó đến hôm nay tán lạc tại này mới đại địa trên hư không thiên tài nghiễm nhiên có ba bốn ngàn người mấy ngàn danh thiên tài có năm thành trở lên cũng là bản nguyên vương giả cảnh tu vi còn có bốn thành thiên tài là bản nguyên đại thánh cảnh tu vi Bản nguyên thánh hiền cảnh cấp bậc thiên tài, lại có gần hơn trăm người. May là không có bản nguyên đại hiền cảnh cấp bậc tồn tại. Ta liền biết, là có người nhanh chân đến trước A. À. Cho nên chúng ta mới không cách nào tiến vào cơ duyên này thông đạo. Thần sắc kiệt ngạo, màu da đen kịt khuôn mặt xấu xí thanh niên nam tử, sải bước đi ra, cao cao tại thượng quan sát thanh niên áo trắng, nói, tiểu tử. Bớt nói nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Ngươi lại bên trong lối đi này chiếm được dạng gì cơ duyên, chi tiết đưa tới, còn có thể sống được rời đi bằng không thì hừ hừ, ta cam đoan ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đi thẳng vào vấn đề, thoải mái người tần thiên là lấy mỉm cười, cơ duyên không dám nhận, chỉ sợ ngươi là vô phúc tiêu thụ. Làm càng, ngươi là rượu mời không uống uống rượu phạt a. À. Đen kịch xấu xí thanh niên, ma quyền sát trưởng, bộc lộ bộ mặt hung ác đột nhiên ánh mắt của hắn chuyển tới mấy cô gái trên người quần dài màu đỏ mị hoặc xinh đẹp ma giáo đại tiểu thư quốc sắc thiên hương khuynh thành tuyệt đại không ăn khói lửa đông phương khê vũ mị lưu ly tự nhiên mà thành nam cung mị nhi còn có cái kia rõ ràng nhuận thoát tục băng tinh ngọc khiết khương nguyệt nhi nguyên một đám đẹp như tiên nữ đều có vận vị nữ tử ánh vào tầm mắt trong khoảnh khắc đen kịp xấu xí thanh niên tà cười lên cốt một cái nhóm đẹp bức tranh bản công tử có phúc phần nha không chiếm được cơ duyên có thể làm cho nhiều như vậy mỹ lệ nữ tử hầu hạ đó cũng là hiếm có chuyện tốt a à. ta nhổ vào còn hầu hạ ngươi ta trước một đao đem ngươi thiến ma giáo đại tiểu thư lạnh lùng xì mắng không nên nói bậy tám đạo nữ nhi gia nhà trục rè một chút loại này tạp ngư cho ta tới đối phó là đủ tần thiên nhắc nhở tiểu tử ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm dám mắng ta là tạp ngư. Đen kịt xấu xí thanh niên, cái ốc bạo xuất gân xanh, huyết nhục dưới lỗ chân lông, mênh mông thất luyện, phạm vi thật lớn bản nguyên chi lực, vũ trảo nhe răng chui ra. Cử chuyển sơ giai thượng phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh 99 bước tu vi. Phóng nhãn ở đây mấy ngàn danh thiên tài, hắn cũng coi là siêu quần bạc tụy, đứng hàng đầu, trách không được như vậy khí diễm phách lối. Ngươi là đang hù dọa ta sao? Tần thiên xưa nay khoái ý ân cừu, Tí nhai tất báo, ngươi kính ta một thước ta trả lại ngươi một trượng, cái kia ta cần phải lời khuyên ngươi một câu, động thủ trước đó, dùng ngươi cái kia ngu không ai bằng đầu óc suy nghĩ kỹ càng, nếu không muốn chết, liền cho ta yên tĩnh một hồi, cục đuôi lăn xa một chút. Ha ha! Tiểu tử này! Mấy ngàn danh thiên tài, dở khóc dở cười, đưa mắt nhìn nhau, hắn là không nhìn rõ hình thức sao. Đây chính là một vị thánh hiền cảnh thiên tài. Mà tiểu tử này, chỉ là siêu phẩm đại thánh cảnh, kém xa lắm, dám như thế phách lối không sợ. a à, hỗn trướng, ra vẻ cao thâm. Không làm thịt ngươi, ta thề không bỏ qua. Đen kịp xấu xí thanh niên, lửa giận vạn quân, nhào giết tới. Ken, Ken. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ, sử dụng triệu hoán tạp phiến đạo cụ. Nhắc nhở ký chủ triệu hoán tạp phiến đạo cụ trưởng thành thuộc tính tuyên bố chỉ thị trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự tề thiên đại thánh tôn ngộ không, binh khí như ý kim cô bổng, kỹ năng 72 biến, cân đấu vân, hỏa nhãn kim tinh. Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp hạ phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự thiên bồng nguyên soái trư bát giới, binh khí chín răng đinh ba, kỹ năng thiên cương tam thập lục biến. Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp hạ phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh 99 bước trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ hokage nhẫn giả hiểu thành viên tổ chức tiểu nam kỹ năng thần chi chỉ giả chi thuật thức chỉ chi vũ thần phạt chỉ phân thân thuật giấy trong tay kiếm trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp hạ phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh 99 bước trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ hải tặc vương thất vũ hải nữ đế hang cốc kỹ năng tù binh chi tiễn thạch hóa chi thuật điềm điềm cam phong trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp hạ phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh 99 bước Trưởng Thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, cứu cực thể chữ số bảo bối Ophanimon, kỹ năng ánh sáng thần thánh, sinh mệnh chi thụ thủy tinh. Trước mắt Trưởng Thành là cửu chuyển vương cấp hạ phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh 99 bước. Trưởng Thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, Dragon bôn bót hoàng kim hình thái phi gia đại vương, kỹ năng hoàng kim năng lượng cầu, hoàng kim đạn năng lượng, siêu tân tinh phá hư cầu. Trước mắt Trưởng Thành là cửu chuyển vương cấp hạ phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh 99 bước trưởng thành hình triệu hoáng tạp phiến đạo cụ thần thoại cố sự nguyệt cung tiên tử hằng nga pháp bảo nguyệt cung bảo kiếm kỹ năng thường nga bôn nguyệt tây tử nâng trái tim trầm ngư lạc nhạc trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp hạ phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh 99 bước trưởng thành hình triệu hoáng tạp phiến đạo cụ thần thoại cố sự cửu thiên huyền nữ pháp bảo cửu thiên huyền nữ kiếm kỹ năng cửu thiên huyền nữ thuật trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp hạ phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh 99 bước trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, Pokemon Pikachu, kỹ năng ngàn vạn vôn, lôi điện đã kích. Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp hạ phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự chiến thần hình thiên, binh khí, kiền thích, kỹ năng hình thiên múa kiền thích. Trước mắt trưởng thành là cửu chuyển vương cấp hạ phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh 99 bước. Trưởng thành hình triệu hoán tạp phiến đạo cụ, Hokage nhẫn giả một dịp thôn Hyuga nhất tộc Bạch Nhãn công chúa Hyuga Hinata. Trưởng thành hình triệu hoáng tạp phiến đạo cụ, đại đường cao tăng đường huyền trang. Trưởng thành hình triệu hoáng tạp phiến đạo cụ, đại địa chi mẫu nữ hoa nương nương. Trưởng thành hình triệu hoáng tạp phiến đạo cụ, thần thoại cố sự tam thanh một trong thái thượng lão quân. Bọn họ là Đen kịch xấu xí thanh niên, cứng lại rồi đánh giết mục tiêu thân hình. 14 yêu nghiệt hệ thống triệu hoáng nhân vật, hình thái khác nhau, phong thái phiêu miểu, trống rỗng xuất hiện, chen chúc tại thanh niên áo trắng bên ngoài cơ thể. Toàn trường thiên tài, há mồm trợn mắt. 14. Hạ phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh cường giả. Tiểu tử này, thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy giúp đỡ a. À? 14. Yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật, riêng phần mình quát ra khí tức, cũng là cử chuyển vương cấp hạ phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh 99 bước. Cái này đối với ở đây đại bộ phận thiên tài, đều có thể nói, là một phần không nhỏ rung động lực uy hiếp. Thần thái thông dong nghiền ngẫm, một bộ áo trắng, tráng hồng tư thế tháng vận, đơn bạc thần bí tần thiên, nhìn chăm chú lên cái kia đen kịp xấu xí thanh niên, nói, ngươi không phải muốn giết ta sao, làm sao ngừng ở đó, đại khái có thể yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ giúp ta cùng một chỗ đối phó ngươi. Sở dĩ hô lên yêu nghiệt hệ thống triệu hoán nhân vật, đề phòng là ở trận những thiên tài khác, thừa dịp cùng với chính mình thời điểm chiến đấu, Đối với Khương Nguyệt Nhi, ma giáo đại tiểu thư một đám nữ tử lạnh lùng hạ sát thủ. Chỉ cần bất kỳ một cái nào nữ tử bị người ta tóm lấy, cũng có thể dùng bản thân đi vào khuôn khổ, không bố trí một chút đề phòng thủ đoạn không thể được. Ngươi có ý tứ gì? Đen kịch xấu xí thanh niên, nắm đấm nắm chặt, trong lòng nặng nề, bản thân hắn là cửu chuyển sơ giai thượng phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh tu vi. Mà Tần Thiên chỉ là cửu chuyển cao giai siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh 99 bước, không muốn cái kia 14 vương cấp hạ phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh nhân vật giúp hắn, làm sao có thể chiến thắng bản thân. Nói tóm lại một câu, ta là muốn cùng ngươi một chọi một đơn đấu, hiểu chưa? Nói xong, Tần Thiên đi bộ nhàn nhã, cất bước đi ra, thể nội ẩn nấp bản nguyên chi lực, ào ào tuôn ra. Ha ha! Có quỷ mới tin ngươi. Đen kịch xấu xí thanh niên, tính cảnh giác lui lại. Nhắc gan bọn chuột nhắc, Tần Thiên lắc đầu cười nhạo, cái kia bằng không tốt như vậy ta dùng linh hồn phát thệ nếu là ta để bọn hắn giúp ta cùng một chỗ đối phó ngươi vậy liền trời đánh ngũ lôi dưới thập bát tầng địa ngục dạng này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a à. ngươi đen kịch xấu xí thanh niên trong lòng tâm thần bất định ngươi rốt cuộc muốn làm gì hiện trường mấy ngàn danh thiên tài cũng là không rõ ràng cho lắm mặt mũi tràn đầy hồ nghi hắn làm cái gì đâu thật sự coi chính mình siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh tu vi có thể vượt cấp ứng phó thượng phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh. Đáng giận. Ngươi tuyệt đối không nên hối hận a. À. Nghiến răng cắn răng, nắm đấm nắm chặt, đen kịp xấu xí thanh niên, đầu tiên là lấy ra một nửa lực lượng, bàn tay nhô ra, sền sệt hùng hồn, vô cùng vô tận năng lượng bản nguyên, ngưng kết thành một tòa trấn áp thương khung, thế không thể đỡ hồng hoang sơn nhạc đến. Vô cùng đơn giản tạo nên ra một chiêu, đều đủ để nghiền ép bình thường hạ phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh cường giả bất kể thế nào nhìn cao giai siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh tu vi tầng thiên đều không có cơ hội phản kháng ni kiu ni kiu nomi siêu cấp lớn bắn ngược trái ác quỷ ni kiu ni kiu nomi năng lượng mở ra tầng thiên thờ ơ một tay vung ra tứ giai thiên sinh nhãn siêu cấp thần la thiên chinh ni kiu ni kiu nomi lớn bắn ngược tứ giai thiên sinh nhãn thần la thiên chinh hai loại năng lực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu Liên tiếp đến cùng một chỗ về sau, lập tức đem cái kia đen kịt xấu xí thanh niên cho thấy lực lượng, từng tất từng tất tan rã bắn ngược đi. A. À. Đen kịt xấu xí thanh niên, lông mày trao lên, tiểu tử ngươi, còn có chút thủ đoạn bản sự A, à, ta là khinh thường ngươi. Goro Goro no mi, ba ngàn vạn vôn, lôi long Goro Goro no mi, ba ngàn vạn vôn, lôi điểu. Goro Goro no mi, ba ngàn vạn vôn, lôi thú hai tay khép lại tầng thiên bên ngoài cơ thể lóa mắt sáng tỏ xua tan bóng tối cuồn cuộn lôi quang dâng lên cái này chịu chịu chen chen thông thiên tế nhật bành trướng lôi điện hội tụ đến một chỗ ba đầu giữ tận bạo ngược quái vật khổng lồ hoành không xuất thế ngàn mét dài rộng ngạo nghễ chiếm cứ thiên khung chi đỉnh trong rất sống động lôi long cự thú còn có chân đạp mặt đất bao la nguy nga hung hãn lôi thú cuối cùng là cặp kia cánh che đậy thiên che mặt trời sắc bén bá đạo lôi điểu. Hắc không là có chút thủ đoạn bản sự, mà là ngươi nhìn thấy, bất quá mới là một góc của băng sơn. Bướng bỉnh khóe miệng cười cười, tần thiên ý niệm đồng phát, ba đầu lôi đình cự thú, dĩ nhiên đập ra. Mỗi một thủ lĩnh lôi đình cự thú, đều có thể tán diệt trọng thương hạ phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh cường giả. Trái ác quỷ Goro Goro no Mi uy lực, thực sự là tương đối khủng bố mạnh mẽ. Phá cho ta! đen kịch xấu xí thanh niên cách không rút ra một cái trường đao màu tím một đao trừ ra trảm thiên liệt địa trăng rắc ầm ầm ba đầu lôi đình cự thú lốc bốt vỡ ra nhấc lên hỗn loạn gợn sóng đem phương viên trăm vạn dặm cảnh tượng thôn vệ hết kiên cố không phá vỡ nổi dựng dục xâm la vạn tượng đại địa thất linh bát toái chia năm xẻ bảy Ken. Ken. nhắc nhở ký chủ mở ra yêu nghiệt hình thái Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 80.000 lần điểm chiến lực công suất. Nhắc nhở ký chủ mở ra tứ giai siêu say đa thương lam sắc. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 110.000 lần điểm chiến lực công suất. Nhắc nhở ký chủ mở ra bất bại chiến long huyết mạch. Nhắc nhở ký chủ mở ra thập vĩ Jinchuriki hình thức, thu hoạch được kỹ năng thập vĩ vĩ thú ngọc. Nhắc nhở ký chủ mở ra Vastolok Ichigo hình thái, thu hoạch được kỹ năng hủy diệt bào hao nhắc nhở ký chủ sử dụng thiên mã tọa thánh y thiên mã tọa thánh y anime thánh đấu sĩ áo giáp một trong ký chủ mặt về sau tăng lên trên diện rộng chiến lực đồng thời thu hoạch được kỹ năng siêu cấp thiên mã lưu tinh quyền hào quang rực rỡ bể nghệ bá đạo bất hủ thiên mã tọa thánh y kính kẻ trói buộc thon dài thân hình tìm không ra một tơ một hào rảnh tư mực phát xung quang tách ra mỹ lệ yêu kiều tựa như ảo mộng thương lam hào quang đây là bề ngoài bên trên biến hóa, tầng thiên trên lực lượng tăng phúc, càng khủng bố hơn cường thịnh, bạo tạc cực đoan. Mắt thấy thanh niên tiệm tình cảnh mới, đen kịp xấu xí thanh niên ánh mắt, lại là kinh dị, lại là hoảng sợ. Hắn đã càng thấy không rõ gia hỏa này. Cao gia siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh, liền dám cùng mình một chọi một chiến đấu. Giờ phút này, lại tới cái đại biến thân, quả nhiên là quỷ dị thần bí, hải tâm hồn người. Thương Lam Sắc siêu cấp long quyền bạo phát thương lam sắc siêu cấp long quyền bạo phát năng lượng kinh khủng tứ chi bách hài bên trong toán loạn tràn ngập tần thiên một quyền đánh ra xuyên qua cửu thiên thập địa bi không thể đỡ long quyền bạo phát diễn sinh theo sát lấy một cái không kém hơn long quyền bạo phát kamehameha truy ở tại về sau vũ trảo nghe răng gào thét liên tục cảm giác nguy cơ như ảnh tùy hình không khách khí nói một hệ liệt yêu nghiệt hệ thống hình thái năng lực gia trì bên trong, tầng thiên hai phát kỹ năng, vượt quá tưởng tượng đáng sợ yêu nghiệt, có thể uy hiếp trọng thương thượng phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh. Đen kịch xấu xí thanh niên, cảm ứng ra hai cái này phát kỹ năng uy hiếp sợ hãi khí tức, tự nhiên không dám xem thường. Toàn thân bản nguyên năng lực, rót vào trường đao màu tím. Hai tay nắm chặt chui đao, đen kịch xấu xí thanh niên, vung đao như mưa. Gió quét lá vàng, thất luyện bá đạo ánh đao màu tím, chịu chịu chen chen, chống đỡ trắng, thương lam sắc Kamehameha, thương lam sắc long quyền bạo phát, kỹ năng bên trên. Bành long. Bành long long. Sơn hà dao động, càng không thoải mái, các bay đá chạy. Mấy ngàn tên tu sĩ, liền vội rút thân thối lui đến nơi xa, sợ để cho cái này lăng lệ hỗn loạn phong bạo dính líu vào. Ma giáo đại tiểu thư, Khương Nguyệt Nhi, Nam Cung Điệp Vũ, Nam Cung Mỹ Nhi. Chúng nữ, nín thở đều đừng lo lắng đại ca ca nhất định sẽ thắng tiểu nha đầu lòng thoải mái thân thể béo mập tự tin chích chích ra đạo quanh 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 một phen trời đất sụp đổ quỷ khốc thần thấp phong bạo tàn phá bừa bãi về sau cảnh hoàn tàn khắp nơi thiên sang bách khổng đại địa bên trên khôi phục bình tĩnh chỉ là lại cũng tìm không ra trong ngày thường như vậy gần sóng lộng lẫy khí tượng lưu lại hoàn toàn là phong bạo tẩy lễ đi qua phá hư giữ tận dấu vết. Cử chuyển sơ giai thượng phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh 99 bước tu vi đen kịp xấu xí thanh niên, hắn nắm trường đao màu tím bàn tay hổ khẩu chỗ, từng giọt máu tươi chảy xuôi mà ra, thương lam sắc Kamehameha, thương lam sắc long quyền bạo phát kỹ năng, mặc dù là để cho hắn dốc hết toàn lực, một đao đem hắn triệt tiêu xé rách. Thế nhưng là cái kia hai đạo kỹ năng bá đạo lăng lệ, cũng là để cho hắn hải hùng kiếp vía, thể cung xương khí huyết, Khói động không ngừng, máu tươi đều đến bên miệng, bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Bất kể như thế nào, giờ này khắc này, hắn là ý thức được cái kia cử chuyển cao giai siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh tu vi, gia hỏa, chiến lực là khủng bố cỡ nào tuyệt đại, cử thế vô song. Cộc cộc. Tiếng bước chân, rõ ràng có thể nghe. Ăn mặc thiên mã tọa thánh y, tóc xanh xung quang vừa chính vừa tà, tập quang minh cùng phá hư làm một thể tầng thiên, nghiễm nhiên là ép tới gần mục tiêu. Mấy ngàn danh thiên tài nhìn mình đâu. Đen kịch xấu xí thanh niên, khóe mắt muốn nứt, ta không thể lui lại. Cũng tuyệt không thể thua. Thua, cái kia chính là vô cùng nhục nhã. Thượng phẩm bản nguyên thánh hiền, không bị thua cho một cái siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh. Bản nguyên thế giới, bốn chữ chân ngôn, thứ nhất, phá. Bản nguyên thế giới, bốn chữ chân ngôn, thứ hai, diệt. Bản nguyên thế giới, bốn chữ chân ngôn, thứ ba, chết. Lười đi suy đoán trong lòng của đối phương ý nghĩ, con người nghiêm nghị, ngoài ta còn ai tầng thiên, thon dài ngón tay chỉ ra, tinh khí thần cộng minh. Đông. Đông. Ba cái kéo lấy lấy hoàn toàn khác biệt huyền diệu ba động, quan mang hừng hực chân ngôn chữ viết, hư không gạt ra, ép hướng mục tiêu. Lửa sư tử đao pháp. Tạp toái thử xem ta đây, địa giai tam tinh bản nguyên thuật pháp, chi uy a cổ túc khí thế, lớn rít gào một tiếng. Đen kịt xấu xí thanh niên, quấy động trong tay trường đao màu tím, một túng túng liệt diễm, lốc bốt từ từ bay lên. Vô số kể, càng ngày càng nhiều liệt diễm, cùng tiến tới, cấp tốc tạo thành một đầu che khuất bầu trời, ngàn mét to lớn tử sắc cùng sư hư ảnh. Cái này phun ra nuốt vào ra lập loè ngọn lửa màu tím lửa sư tử cự thú, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó, bốn vó sinh phong, đụng vào ba đạo bản nguyên chân ngôn chữ viết bên trên. Bành Long Một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Càng không thiên hạ, lại một độ rung chuyển. Lần này, Tần Thiên cũng sẽ không đợi đến tan thành mây khói, hết thảy đều kết thúc, đang cùng đối phương nhà tròi. Hung uy cái thế, thẳng tiến không lùi. Xé rách bồi hồi ở phía trước vô cùng phong bạo. Quyết định nhanh chóng ở giữa, Tần Thiên đứng ở đen kịch xấu xí thanh niên trước mặt, gần trong gan tất bốn mắt tương đối. Trái ác quỷ, ni kiêu ni nô no mi, siêu cấp lớn bắn ngược. Tứ giai thiên sinh nhãn, siêu cấp thần la thiên chinh. Phản lực, bài xích động lực, cơ bản giống nhau, bản chất giống nhau, hòa làm một thể về sau, thế bài sơn đảo hải, trọng trọng công kích đến con mồi trên người. Siêu cấp thiên mã lưu tinh quyền. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Nắm chắc tiên cơ, tần thiên liền sẽ không bạch bạch bỏ lỡ nhất cử trấn áp đối phương cơ hội tốt cốt thép một dạng cứng trắng đổ tung cơ bắp trên cánh tay nhô lên năm ngón tay nắm tay một kích mà ra vô cùng vô tận sáng chói sáng người ngân sắc thánh quang vạn vẹo tràn ngập bốn phương tám hướng theo sát lấy từ nơi này lóa mắt thần thánh màn sáng chỗ sâu bay ra một đầu khai thiên tích địa uy không thể nói thiên mã thần thú hư ảnh gào to ngựa hí cao quý bất hủ thiên mã thần thú hư ảnh nhào động cánh, che mất đen kịp xấu xí thanh niên. Bành Phanh 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 Siêu cấp thiên mã lưu tinh quyền câu lên trong gió lốc, phát ra áo choàng vết thương chồng chất đen kịp xấu xí thanh niên, bay rớt ra ngoài. Một ngụm máu lớn dịch phun ra, sắc mặt của hắn, xưa nay chưa từng có trắng bạch khó coi, kinh khủng tức giận. Thực sự là, mẹ nó quái vật. Yêu nghiệt. Ta tại cửa chuyển cao giai siêu phẩm bản nguyên đại thánh cảnh tu vi lúc, chiến lực còn chưa kịp hắn một phần mười đâu. Không đúng, còn không bằng hắn một ngón tay. Đế bản đại chiến, tập kết bản nguyên đại thế giới, các ngõ ngách, đếm mãi không hết, hơn trăm vạn tên thiên chi kiêu tử. Hàng xa số lượng trăm vạn danh thiên tài bên trong, có như vậy đồ vật quý hiếm, lác đác không có mấy yêu nghiệt hạng người, cũng là là cực kỳ bình thường. Trước đây không lâu, ta còn nhìn thấy qua một cái siêu cấp thiên tài đây, phong thái kia. Chật chật, cho đến nay, ta cũng quên lại không, chỉ dùng một chưởng, liền quét ngang hơn ngàn tên bản nguyên đại thánh cảnh, còn có mười mấy cái bản nguyên thánh hiền cảnh thiên mới. Ta không tin. Thua ai cấp cũng được, chỉ có ngươi. Ta không cam tâm. Khàng khàng phát điên kêu gào, đen kịp xấu xí thanh niên, ngu xuẩn mất khôn, gạch ngói cùng tan, xông về tầng thiên. Goro Goro no mi, một ức vôn, lôi quan thần mâu. Tối đại hóa kích phát ra trái ác quỷ, Goro Goro no mi, năng lượng. Tần thiên một tay chống trời, nắm một cây sáng chói bể nghệ trường mâu. Trường mâu kia, thuần túy là từ lôi đình năng lượng chế thành, bao hàm cùng bạo hủy diệt uy lực, phá vỡ thế giới. Ném ra, có thể đem thương khung cửu thiên, bác hoang đại địa đều xuyên qua xé rách, nói thế nào là một cái cửu chuyển sơ giai thượng phẩm bản nguyên thánh hiền cảnh cường giả lồng ngực. Đen kịch xấu xí thanh niên không phải là đồ ngốc, hắn ngửi được cái này lôi quan thần long sợ hãi cực đoan ba động về sau dứt khoát thể hiện ra thực chất bên trong ẩn nút bản nguyên chi lực muốn tại bên ngoài cơ thể bố trí ra nhất không gì phá nổi vững như thành đồng vách sắt phòng ngự bình chướng đến 72 biến định thân thuật tần thiên không có cho hắn cơ hội này vừa phát 72 biến định thân thuật khóa được tứ hợp bát hoang nhật nguyệt tinh dời vạn cổ càng khôn ào 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 ngay sau đó hừng hực kinh khủng lôi quan thần lông xuyên thấu khoảng cách cùng không gian gió quét lá vàng quán xuyên đen kịt xấu xí thanh niên thân thể trên lồng ngực lưu lại một lớn chừng quả đấm lỗ thủng bị hủy diệt ngũ tạng lục phủ giết hại tại đây lỗ máu biên giới như ẩn như hiện cụ cụ máu tươi không cầm được phun ra đen kịt xấu xí thanh niên khí tức suy yếu đến thung lũng cái kia trên lồng ngực lỗ máu là bị thuần túy khủng bố lôi đình chi lực phá hư Hắn trong thời gian ngắn, căn bản không cách nào chữa trị khép lại. Ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay. Trăng rắc, trăng rắc trăng rắc. Cái thứ hai, lôi quan thần mâu, đã tại tầng thiên trong tay hội tụ thành hình, chấn nhiếp quỷ thần, quy không thể đỡ. Ngươi, ngươi cái này tạp toái. Không biết xấu hổ. Ngươi dùng yêu pháp. Ta mới vừa rồi là không thể động đậy, mới bên trong công kích của ngươi việc đã đến nước này đen kịch xấu xí thanh niên cũng không đếm xỉ đến chửi ầm lên yêu pháp nguyên một đám thiên tài buồn bực hồ nghi thật hay giả tên kia sẽ không phải là tuyệt lộ liền hồ ngôn loạn ngữ a lại nhìn tầng thiên ở trên cao nhìn xuống giờ có thể thu hoạch tánh mạng lôi quan thần mâu ngạo nghễ khinh thường nói người sắp chết lời nói cũng thiện sở dĩ ngươi nói cái sao tùy ý ta sẽ không quan tâm nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha